Tôi nhớ như hết tuần này chúng ta nghỉ 2 tuần, tức là tuần sau không phải học. Ủa vậy là mới mùng 6, mùng 7 Tết chị đừng có học lại rồi. Đúng mấy đứa? Đúng nhỉ? Dạ đúng rồi thầy. Dạ mùng 7. Dạ rồi. Dạ mùng 7. Ngày 9, ngày 5 là mùng 6, mùng 7, mùng 7 Tết lên học lại rồi. Ai mà có tâm trạng đi học vào mùng 7 Tết nào? Rồi. Nay chúng ta sang cái phần mới của cơ học. Thì nhắc lại một lần nữa ha, chúng ta có một cái chương trình học khá là nặng. Giáo trình các bạn nhận được chưa nhỉ? Giáo trình sách Việt Pháp các bạn có chưa nhỉ? Các bạn. Có này. Giáo trình Việt Pháp các bạn mua được chưa? Thì trong Chị sách giáo mua được trình nó rất là nặng ha. Nói chung là các bạn mà tiếp cận chương trình Việt Pháp, nếu các bạn tiếp cận cái chương trình vật lý Việt Pháp mà theo sách của Việt Pháp thì nó sẽ hơi nặng tí. Tuy nhiên là gì, kiểu gì chúng ta cũng phải làm quen với cái giáo trình đó thôi, đâu có cách nào khác đâu ha. Cho nên là đầu tiên là chúng ta sẽ cố gắng để giảng nhanh về các khái niệm vật lý. Sau đó chúng ta có thời gian, nó sẽ đảo qua cái cuốn sách Việt Pháp xem cái kiến thức trong đó nó sẽ được mô tả theo kiểu toán học nào. Thì Việt Pháp là nặng nề về toán học hơn so với giáo trình thường. Hôm nay chúng ta sang cái phần động lực học. Thực ra động học thì được dạy có một buổi thôi, chúng ta dạy có 2 buổi. Động lực học này sẽ phải ngắn lên một tí. Động lực học của Newton, thực ra đây là môn học mà gọi là của Newton thì cũng không hẳn là của Newton, nhưng mà Newton giống như kiểu Maxwell trong cái điện trường điện tử, ông là người tổ chức lại cái môn học này, tổ chức lại cái phần kiến thức này một cách gọn gàng nhất, đầy đủ nhất và có hệ thống nhất. Trước Newton thì người ta cũng đã đặt ra nhiều câu hỏi rồi về phần phần động lực học là nền tảng cho Newton rồi, nên Newton mới thừa nhận là mình là người đứng trên vai những người khổng lồ như vậy. Thì động lực học là môn học trả lời cho câu hỏi là tại sao một vật có gia tốc như vậy, tại sao khi hai vật tương tác với nhau thì một vật này sẽ bị văng ra mạnh hơn một vật kia. Thì đối với cơ học Newton á, về mặt nguyên tắc là chúng ta sẽ phải lưu ý rất nhiều thứ. Có những cái khái niệm chúng ta trong vật lý, nó có một số thứ nó gọi là khái niệm chứ không phải là định nghĩa. Tức là chúng ta không thể dùng ngôn từ để định nghĩa được. Ví dụ như thời gian là gì là chúng ta không định nghĩa được rõ ràng thời gian là gì, nhưng mà chúng ta có thể cảm giác là thời gian là gì. Khối lượng cũng vậy, khối lượng là một cái thứ mà các bạn sẽ sau này các bạn sẽ thấy phát hiện ra, nếu các bạn đã từng học cơ học rồi thì các bạn sẽ phát hiện ra là thực ra nếu các bạn suy nghĩ một chút về cái khái niệm khối lượng thì các bạn sẽ thấy là có đến 2 cái khái niệm khối lượng, một cái khái niệm khối lượng trong công thức định luật 2 Newton và một khái niệm khối lượng trong công thức vạn vật hấp dẫn. Trong công thức định luật 2 Newton thì khối lượng càng nặng vật càng ì, tức là vật càng khó có gia tốc. Còn trong cái công thức của định luật vạn vật hấp dẫn, khối lượng càng lớn thì vật càng hút các vật khác mạnh hơn. Một cái đặc trưng như sức ì, một cái đặc trưng như sức hút, thì rõ ràng là tụi nó khác nhau. Nhưng mà tất cả mọi thực nghiệm đều dẫn đến 2 giá trị đó là một về mặt con số. Thì Newton niềm cảm hứng cho khá nhiều người, sau này là Tesla. Trong cái việc là phát triển các cái tư duy của mình, thì các cái định luật của Newton được viết trong cái cuốn sách các nguyên lý toán học của triết học tự nhiên, và theo như blog của giáo sư Đặng Thanh Sơn thì trong cuốn sách các nguyên lý toán học của triết học tự nhiên thì có nhắc đến vịnh Bắc Bộ của mình ở Việt Nam như là một cái ví dụ về một nơi có cái tình trạng thủy triều lên xuống hơi khác so với những vùng cận biển khác. Đó là ai thích thì tìm thông tin đọc thêm, tôi chưa có thời gian kiểm chứng. Có một lần tôi đọc trên blog của giáo sư Đặng Thanh Sơn thì có nói về cái chuyện đó, tức là trong cuốn sách này có nhắc đến Việt Nam một lần. Thì trước khi mà chúng ta đi vào cái phần động lực học, chúng ta phải lưu ý một điều nha. Tất cả mọi cái phương trình hoặc bất phương trình của vật lý thì đều luôn luôn là một phép so sánh. Mọi thứ khi các bạn viết vào dưới dạng một phương trình hoặc bất phương trình ở vật lý thì đều là một phép so sánh, đúng không? So sánh bằng, so sánh lớn hơn, so sánh nhỏ hơn, lớn hoặc bằng nhỏ hơn. Và các bạn sẽ không bao giờ được so sánh 2 cái giá trị với 2 cái đơn vị khác nhau. Tôi nói ví dụ số 2 với số 3 trong toán học rất là dễ dàng để nhận thức 2 bé 3, nhưng mà trong vật lý nếu bạn nói 2 và 3 thì bạn phải nói là 2 gì và 3 gì. Tôi nói ví dụ 2 con gà và 3 con vịt, các bạn có so được không? So được, bởi vì 2 con gà và 3 con vịt, số 2 và số 3 đó là 2 cái đơn vị khác nhau. Ví dụ nói về số, nói về khối lượng 2 con gà
nặng hơn 3 con vịt. Ví dụ vậy, hai con gà là 5 kg, 3 con vịt là 4,5 kg. Như vậy hai con gà nặng hơn 3 con vịt, 3 con vịt xin lỗi. Nhưng mà các bạn không so 2 với 3 mà các bạn đang so 5 với 4, phải nặng. Hoặc về giá tiền, hai con gà nhỏ hơn 3 con vịt, bởi vì hai con gà bán được 100 ngàn, hai con 3 con vịt bán được 120. Như vậy rốt cục số 2 với số 3 đó các bạn thấy là nó không thể so sánh. Cho nên khi các bạn có sự so sánh hay là một phương trình, một phương trình, thì một trong những điều đầu tiên các bạn phải luôn luôn kiểm chứng là đơn vị của hai cái vế đó phải là nhất quán. Chỉ có so mét với mét được, chỉ có so kilogram với kilogram được. Vậy thì trong cái hệ đơn vị, các bạn có bao nhiêu đơn vị gốc? Các bạn có 7 đơn vị gốc, tùy vào hệ, nhưng mà cơ bản trong cái hệ SI là hệ chúng ta hay sử dụng. Chúng ta có 7 đơn vị gốc. Kilogram là xét về khối lượng, giây là xét về thời gian, mét là xét về độ dài, đúng chưa? Về cái gọi là lượng vật chất thì là dùng mol, về cái độ sáng, độ rõ thì dùng candela, rồi về nhiệt độ thì dùng kelvin, và về cái gì đó tôi quên rồi, 7 cái. Thì 7 đơn vị chuẩn này tại sao sinh ra 7 cái? Bởi vì giữa chúng nó là không có chuyển đổi được cho nhau. Ví dụ như là 2 mét là bao nhiêu kelvin? Không được. 3 kg là bao nhiêu giây? Không được. Thì đó là những đơn vị mà các bạn không thể chuyển đổi trực tiếp cho nhau, nên nó gọi là đơn vị gốc. Như ví dụ lực đi, Newton các bạn đều biết rồi. Newton chính là kilogram nhân mét chia giây vậy. Hay là ví dụ vận tốc đi, vận tốc chính là mét chia giây. Thì cái đó là những đơn vị gốc chúng ta có thể mô tả nhau. Thì có 7 đơn vị, và đó 7 đơn vị trong hệ đơn vị chuẩn SI. Các bạn phải lưu ý cái đó hả. Vậy bây giờ chúng ta thử nha, trong một cái phép toán khi chúng ta đưa ra những khái niệm về sự liên quan đến khối lượng, liên quan đến đơn vị, các bạn sẽ thấy là có rất nhiều bài toán trong cái vật lý bậc cao đó. Thì các bạn sẽ không có giải được một cách chính xác 100% cái nghiệm của nó, nhưng các bạn có thể ước lượng được dạng nghiệm của nó, tức là ví dụ như nghiệm của nó là căn bậc 2 của cái gì đó, hay là bình phương của cái gì đó. Và rất nhiều bài toán kiểu như vậy, nhất là những bài toán về lượng nữ, các bạn sẽ thấy là cái việc ước lượng kiểu nghiệm, dạng nghiệm là có thật và rất hay sử dụng. Thì bây giờ chúng ta giả sử là một cái bài toán rất là đơn giản trong cái môn cơ học Newton. Một câu hỏi mà cho đến giờ này tôi nghĩ là tôi hỏi ra thì vẫn có khoảng 20% các bạn trả lời sai. Ví dụ thả một vật nặng và một vật nhẹ, vật nào rơi xuống đất trước? Từ lầu 6 bách khoa hạ xuống từ lầu 6 của từ lầu 5 của tòa nhà. Bạn Vũ hỏi, bạn Vũ Tiến Đạt hỏi gì hả? Vũ Tiến Đạt hỏi gì hả? Em vẫn nhầm. Ok. Thì ví dụ từ lầu 5 của tòa nhà C6 bách khoa, các bạn thả một quả bóng nặng, một quả bóng nhẹ xuống, thì vật nào rơi xuống trước? Thì tôi nghĩ là đến thời điểm ngày hôm nay các bạn vẫn cho rằng là vật nặng rơi xuống trước. Một số bạn trong số này vẫn cho rằng vật nặng rơi xuống trước. Hoặc là ví dụ như mấy năm trước khi mà tôi đưa ra một cái câu hỏi lý thuyết trong một cái đề thi mà tôi quên là mấy năm trước, thì một cái lông gà và một cái hòn đá nặng thả trong cọng tường thì chắc chắn là hòn đá nặng sẽ rơi xuống trước cái lông gà, lực cản môi trường. Nhưng bây giờ tôi thả hai cái vật đó vào trong một cái ống chân không rất cao, thả từ cùng độ cao, một cái lông gà và một cái viên đá nặng thả từ cùng một độ cao trong một cái ống chân không, thì câu hỏi đặt ra là lông gà sẽ rơi nhanh như hòn đá hay hòn đá lúc đó sẽ rơi chậm như cái lông gà trong không khí. Thì rất nhiều bạn chọn là cái giả thuyết là hòn đá sẽ rơi chậm như cái lông gà. Thực ra thì lông gà đúng, các bạn sẽ thấy nó rơi không khác hòn đá. Hay nói đúng hơn, thời gian rơi của một vật trên cái độ cao nào đó, nếu bỏ qua sức cản không khí, nó tuyệt đối sẽ không phụ thuộc vào khối lượng của vật. Đó là một kết luận ở cái thời điểm Newton đưa ra, thì nó là kết luận khá khó chịu. Và chúng ta có một cái thí nghiệm thời đó là thí nghiệm trên tháp Liên Pisa, Galileo Galilei thực hiện thí nghiệm đó, không biết là Newton hay Galileo Galilei thực hiện thí nghiệm, thả hai vật nặng từ cùng một độ cao, hai vật khác nhau, một viên bi đồng, một viên bi thép, một viên bi đồng, một viên bi gỗ, từ cái tháp nghiên Pisa rất nổi tiếng bên nước Ý, xem thử vật nào chạm đất trước. Thì thí nghiệm chứng tỏ rằng hai vật chạm đất gần như đồng thời. Vậy câu hỏi đặt ra là, liệu không cần thí nghiệm chúng ta có thể trả lời được câu hỏi được không? Đây, nếu tôi sẽ phải so sánh thời gian rơi của một vật nặng trong trọng trường bỏ qua sức cản không khí, thì tôi sẽ phải xem xét như thế nào? Nếu thời gian rơi của một vật nặng thì chắc chắn nó sẽ bị ảnh hưởng bởi chiều cao, thả càng cao rơi càng lâu, đúng không? Theo một cái lũy thừa alpha nào đó, ví dụ căn bậc 2 của h hay là h bình phương, h lũy thừa 3, tôi biết là h mũ, giả sử là alpha có thể là căn bậc 2, có thể là
căn bậc 3, có thể căn bậc 4, tôi chưa biết, đại khái là cắt giữ dự án này. Có thể thời gian rơi sẽ phụ thuộc khối lượng, bởi vì trong cái cảm giác, trong cái trực giác của tôi nghĩ là mặt nặng sẽ rơi nhanh hơn. Vậy thì cái thời gian rơi nó cũng có thể là tỷ lệ với khối lượng lũy thừa beta, tôi không biết. Có thể thời gian rơi, và chắc chắn luôn, nó sẽ phụ thuộc vào gia tốc rơi tự do. Theo một cái lũy thừa gamma đó, tôi cũng không biết, tôi giả thuyết thôi. Nhưng mà các bạn thấy nè, thời gian rơi có thể sẽ phụ thuộc vào ba yếu tố: khối lượng, độ cao và gia tốc rơi tự do. Theo một cái lũy thừa alpha beta gamma nào đó đối với mình thôi. Vậy nếu chúng ta muốn so sánh cái vấn đề thời gian rơi, vậy thì đặt vấn đề về đơn vị đi. Thời gian dùng đơn vị chuẩn là giây, đó là một trong bảy đơn vị chuẩn, không chuyển đổi được. Độ cao dùng đơn vị là mét, cũng không chuyển đổi được. Lũy thừa alpha. Khối lượng có đơn vị là kilogram, lũy thừa beta. Và gia tốc rơi tự do là mét trên giây bình, tức là mét mũ gamma trên giây mũ 2 gamma. Và khi tôi muốn so sánh cái thời gian rơi với tất cả những yếu tố này, tôi phải chắc chắn đơn vị hai bên là như nào. Như vậy không có khối lượng ở đây. Như vậy beta phải bằng không. Tại vì beta không hề có đơn vị của kilogram, không hề có đơn vị của khối lượng. Như vậy, cái lũy thừa của kilogram này bắt buộc phải là không. Tại vì lũy thừa không thì bằng một, mất đơn vị. Alpha và gamma, alpha cộng gamma, tức là lũy thừa của mét, mét mũ alpha cộng gamma. Và các bạn nhìn bên này không có mét, bên này chỉ có dây thôi, cho nên là alpha cộng gamma cũng phải bằng không, đơn vị của mét phải bị trừ tiêu, và đơn vị của dây là trừ 2 gamma, trừ 2 gamma thì nó phải bằng 1, tức là 2 gamma phải bằng trừ 1, bởi vì bên này dây đơn vị lũy thừa là 1. Như vậy các bạn thấy ha, dựa vào cái phép so sánh chỉ về đơn vị này, tôi phát hiện ra nếu tôi giải phương trình này beta bằng không, alpha sẽ phải bằng là trừ gamma, mà gamma bằng trừ 1/2, nên alpha bằng 1/2. Như vậy, T của tôi nó bằng H lũy thừa 1/2 nhân với lại G lũy thừa trừ 1/2. Hay nói đúng hơn, thời gian rơi của tôi nó tỷ lệ với căn bậc 2 của H chia G theo một cái tỷ lệ, hệ số tỷ lệ C nào đó tôi biết. Mà sau này các bạn biết số này là số mấy ha, trong cái bài toán vật tư tự do. Hay nói đúng hơn, thời gian rơi sẽ tỷ lệ với căn bậc 2 của H nếu coi G là số, và không có khối lượng. Như vậy cái bài chứng minh này rất đơn giản, chỉ về mặt so sánh khối, so sánh đơn vị, các bạn đã có thể khẳng định rằng thời gian rơi của một vật trong trọng trường nó không phụ thuộc vào khối lượng của vật đó nếu không có sức cản, và nó sẽ tỷ lệ với căn bậc 2 của chiều cao, tức là chiều cao tăng lên 4 lần, thời gian rơi sẽ tăng lên 2 lần. Đó là cái ví dụ về cái cách mà chúng ta sử dụng và chúng ta so sánh các đơn vị. Sau này các bạn giải một số phương trình vi phân hay vật lý cũng vậy, các bạn không có biết dạng nghiệm đâu, nhưng các bạn có thể ước lượng được nghiệm của nó là cái đơn vị này lũy thừa alpha, đơn vị kia lũy thừa gamma, cái này các bạn có thể ước lượng được cái dạng nghiệm, từ đó các bạn có thể biết là nếu như cái giá trị này tăng lên 2 lần thì cái nghiệm của bạn tăng lên mấy lần. Thì đó là cái cách chúng ta giải một số cái bài toán trong vật lý bậc cao, nếu các bạn có thời gian đi nghiên cứu hoặc là các bạn đi sâu vào nghiên cứu. Như vậy trong cái ví dụ vừa rồi tôi vừa mới cho các bạn biết rằng khi các bạn khảo sát một bài toán vật lý, các bạn bắt buộc phải xem xét vấn đề thứ nguyên, tức là đơn vị. Và có rất nhiều bài toán trắc nghiệm trong cái cuộc sống của phổ thông các bạn thực ra không cần phải giải luôn, về mặt logic là không cần phải giải luôn, mà các bạn có thể dựa vào đơn vị để đoán cái dạng nghiệm cần phải có của bài toán đó. Trắc nghiệm các bạn không để ý mà. Thì khi các bạn học sang cái môn động lực học Newton đó, có một cái khái niệm các bạn sẽ phải đưa ra, cái định nghĩa cơ bản lực. Tại vì đây là một cái khái niệm mới. Trước khi có động lực học Newton, chúng ta về nguyên tắc là chúng ta không khảo sát đến lực, bởi chúng ta học động học, chúng ta không khảo sát đến lực. Tất nhiên chúng ta đều có một cái khái niệm nào đó giữa cái việc lực. Lực là gì? Đại khái là đấm qua đấm lại thì gọi là lực, tác động qua tác động lại thì gọi là lực. Nhưng mà Newton là một trong những người gọi là chuẩn hóa cái định nghĩa về lực. Thì trong cái định nghĩa của lực, nó rất là rõ ràng, nó rất là rõ ràng. Cái câu mà dịch nguyên văn chính là câu trên slide ấy. Lực là nguyên nhân gây ra, nguyên nhân vật lý gây ra sự chuyển động cũng như thay đổi chuyển động của các vật. Lực thể hiện mức độ tương tác giữa các vật. Thì đó là cái câu gọi là nguyên văn. Về mặt ngắn gọn, chúng ta có thể nói một cách cơ bản. Lực là một đại lượng vật lý đặc trưng cho sự tương tác giữa các vật. Tất nhiên nó sẽ dẫn đến sự thay đổi trạng thái chuyển động. Tuy nhiên quan trọng nhất là nó là một đại lượng vật lý, và cái thứ hai nó đặc trưng cho sự
tương tác giữa các vật. Ngay trong cái định nghĩa đó, nó có khá nhiều cái yếu tố cần phải lưu tâm. Thứ nhất là tương tác. Tương ở đây là tương hỗ, qua lại. Ví dụ các bạn gọi là tương tư người ta, tức là người ta phải nhớ bạn, bạn nhớ người ta thì mới gọi là tương tư. Tư là nhớ, tương là qua lại. Tức là bạn phải nhớ con bé nó phải nhớ bạn, bạn phải nhớ thằng đó phải nhớ bạn thì nó mới gọi là tương tư. Còn bạn nhìn nhớ nó mà nó không nhớ bạn thì nó gọi là crush, đúng không? Thì tương tư là nhớ qua lại, thì tương tác là tác động qua lại. Thì khi người ta nói với các bạn là lực, có nghĩa là các bạn phải có sự qua lại giữa hai vật, và là sự tương tác giữa các vật. Tức là muốn có lực, các bạn phải có ít nhất là hai vật. Thì bên Pháp nó có một câu ngạn ngữ rất là hay: một chiếc chìa khóa thì không kêu len keng. Các bạn chỉ có một cái chìa khóa thì nó sẽ không kêu. Các bạn chỉ có một vật thì nó không thể có lực tác dụng được, bởi vì lực nó đặc trưng cho sự tương tác giữa các vật. Các bạn phải khảo sát đủ các vật, các bạn phải có ít nhất hai vật, các bạn có một lực tương tác được. Thì cái định nghĩa này nó hàm ý như sau: các bạn phải có ít nhất là một vật bên ngoài thì mới tác dụng lên vật của các bạn. Nên khi các bạn vẽ lực trong cái cơ học, các bạn rất hay sai một dạng bài tập, là bởi vì khi các bạn vẽ thiếu lực. Nên khi các bạn khảo sát một vật, các bạn phải luôn luôn có một cái câu trong đầu: ngoại vật là gì, ngoại vật là gì, ngoại vật. Thì cái câu định nghĩa của lực nó cho các bạn biết: thứ nhất, lực nó đến, ngoại lực nó đến từ ngoại vật. Thứ hai, nếu như ngoại vật tác dụng đến các bạn thì các bạn cũng phải đang tác dụng đến ngoại vật, có nghĩa là phải có sự tương tác, không có một chiều, luôn luôn là một sự tương tác, không thể có một chiều, nhớ nhỉ. Và sau này các bạn học cái định luật 3, người ta sẽ nói với các bạn, người ta sẽ làm rõ cái định nghĩa, người ta sẽ nói với các bạn cái sự tương tác mà các bạn nhắc trong định nghĩa của lực là nó cùng phương, ngược chiều và cùng độ lớn. Thì cái định luật 3 chính là bổ sung cho cái ý còn thiếu trong cái định nghĩa của lực. Thì lực hay là sự tương tác giữa hai vật bất kỳ trong cái thế giới của chúng ta, nó có hai cái loại tương tác chính. Tương tác thứ nhất là tương tác tiếp xúc, tức là các bạn phải như thế này thì nó gọi là tương tác, chạm nhau, ma sát lên nhau, tác động lên nhau, tiếp xúc lên nhau. Và dạng tương tác thứ hai là dạng tương tác qua trường, tức là ví dụ hai hạt điện tích đặt gần nhau thì tụi nó vẫn đẩy và hút nhau mà không cần tiếp xúc. Thì cái kiểu mà các bạn đang tương tác với crush là tương tác qua trường, là các bạn chỉ ngó nó thôi. Nhưng mà đáng tiếc đó không phải là lực, bởi vì nó không ngó lại các bạn. Cho nên nó không phải là lực, nó không dạng là tương tác, nó gọi là crush một chiều, một mũi tên một chiều. Thì cái tương tác qua tiếp xúc và tương tác qua trường là hai cái tương tác mà chúng ta khảo sát khá là nhiều. Ví dụ lực tĩnh điện là tương tác qua trường, lực từ là tương tác qua trường, lực ma sát là tương tác qua tiếp xúc, lực căng dây là tương tác qua tiếp xúc. Ví dụ vậy, tôi phải lưu tâm. Thì đó là hai cái dạng lực mà các bạn sẽ phải xem xét, bởi vì trong cái khi các bạn học lên cao ở vật lý thì nó sẽ có một số cái mà các bạn sẽ phải suy nghĩ về cái tính tương tác đó, cũng như suy nghĩ về cái tính trường. Bởi vì tương tác và tiếp xúc ở góc độ nào đó các bạn có thể dễ tưởng tượng hơn, dễ nhận định hơn. Nhưng mà tương tác qua trường là một trong những nhóm tương tác mà các bạn sẽ thấy là để hình thành những cái khái niệm của trường đó, để hình thành những cái khái niệm tương tác đó, đồng thời cái trường đó mang những tính chất gì, là một câu chuyện khá thú vị, khá thú vị nhưng mà đơn giản. Nên là chúng ta học ở bên tĩnh điện, chúng ta sẽ có những khái niệm như kiểu trường tĩnh điện, chúng ta học bên từ, chúng ta có khái niệm về điện trường tĩnh từ, sau đó chúng ta học sang cái điện từ trường, chúng ta lại có một cái điện trường khác. Như vậy cái cách mà các cái đối tượng nó tương tác với nhau, nó sẽ dẫn các bạn đến những cái hình thành của những cái khái niệm về trường khác nhau. Và trường là một trong những cái khái niệm mà khá là key của vật lý. Thì ba định luật Newton đó, được Newton đúc kết ra sau quá trình ông ta nghiên cứu khá là nhiều cái khảo sát khác. Ví dụ như Kepler đã từng có những cái nghiên cứu rất là rõ ràng về cách mà các vận hành tinh vận hành. Chúng ta có ba định luật Kepler. Hồi xưa thời tôi cũng học trong lớp 10, bây giờ bỏ rồi. Rất là dạy đưa ra cái khái niệm nó gọi là giảm tải, người ta bỏ rồi. Nhưng mà Kepler là người đưa ra cái khái niệm liên quan đến cái sự chuyển động của các hành tinh với nhau. Thì quỹ đạo hành tinh theo Kepler đo lường thì nó là hình elip, rồi thì chu kỳ, rồi thì bán trục, rồi thì bán kính các hành tinh quét những diện tích bằng nhau là đến từ Kepler, bằng cách chúng ta chỉ có soi bầu trời, vẽ và tưởng tượng ra cách mà hành tinh chuyển động trong suốt 30 năm một đời. Thì dựa vào những cái tính toán này, sau này Newton mới dần dần hình thành các cái quan điểm của mình về cái định luật vạn vật hấp dẫn và đưa ra một cái định luật rất là đẹp,
từ đó chúng ta giải thích được ba định cách lơ. Cho nên sau này định cách lơ không còn là định luật nữa. Tại vì định luật với định lý nó khác nhau ở chỗ định luật là hình như tôi vừa vừa bị ao mạng đúng không? Hình như tôi vừa bị ao mạng đúng không ạ? Dạ đúng rồi thầy. Đúng rồi thầy. Tôi nói đến đoạn nào ta? Nói đến đoạn nào thì bị ao ra? Định luật khác định lý thầy. Thầy đang nói. Ok. Định luật về cơ bản là khác định lý. Định luật là chúng ta nó giống như tiền đề trong vật lý, là chúng ta không có chứng minh được. Ví dụ là định luật 2 Newton F bằng ma. Có ai chứng minh được không? Không, ai chứng minh. Thì thợ đo thấy thế. Để được Coulomb F bằng 9 nhân 10 lũy 9 Q1 Q2 chia rồi mình phương ai chứng minh được. Đo thế nó thế. Tại sao con số 9 nhân 10 lũy 9 mà không phải là 8 nhân 10 lũy 9? Đo nó thế. Nên nó gọi là định luật. Còn trước đó chúng ta có 3 điều luật Kepler, ví dụ như là các hành tinh chuyển động trên các đường elliptic, thì cái này định luật toàn vật hấp dẫn thì Newton chứng minh được. Dựa vào 3 luật của mình và thêm một định luật toàn vật hấp dẫn thì ông chứng minh được. Ví dụ vậy. Có một số thứ sau này người ta gọi là định luật là quen mồm thôi. Chứ thực ra nó không phải là định luật. Rồi, như vậy chúng ta sẽ đi vào ba cái luật Newton ha. Và chúng ta sẽ thấy là cái cách chúng ta tiếp cận nó sẽ hơi khác phổ thông. Định luật 1 Newton. Định luật 1 Newton là một cái định luật nó rất là quen thuộc với học sinh phổ thông. Và các bạn hầu như đều có thể gọi là nói về nó một cách rất là đơn giản, là một vật đang đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều mãi mãi. Nó sẽ giữ nguyên trạng thái đứng yên và chuyển động thẳng đều mãi mãi nếu như không có ngoại lực tác dụng. Đúng không? Các bạn nói về cái định luật 1 Newton nó rất là quen, và thực ra thì bất cứ một ai trong số các bạn khi mà ngồi xuống và nói với tôi về định luật 1 Newton, các bạn đều có thể nói rất rõ ràng. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra nè, đó có thực sự là nội dung của định luật 1 không? Không. Tôi cho các bạn một ví dụ thôi. Cho các bạn ví dụ. Các bạn học xong cái lớp này, các bạn ra đứng ngoài đường, đứng ở trước cửa lớp, cửa trường, các bạn thấy tôi lao cái xe máy ra khỏi hầm H1 chẳng hạn. Là tôi thấy các bạn thấy bằng các bạn lao qua trước mặt các bạn, nó đang ngồi yên trên xe máy, sau nó viết vào phát nào đi, các bạn hỏi, ê, có ai đang tác dụng lên mày không? À, có lực nào tác dụng lên bạn không? Tại vì nó đang đứng yên và sau đó thì nó có nhạc tốc, nó không có đứng yên nữa mà nó chuyển động, tức là nó thay đổi trạng thái chuyển động, thì nó có chứ, cái lực kéo của cái tay lái trên cái tay kéo nó về phía trước cộng với lực ma sát giữa mông nó bị in xe, đúng không? Thì các bạn không tin cái lực ma sát đúng không? Các bạn lấy dầu ăn, các bạn bôi lên xe, các bạn ngồi lên không? Vít ga một phát là cái xe lao phía trước, các bạn bật phía sau đi. Nhưng có hai cái, ít nhất là có hai cái lực đây, lực kéo và hai cái tay lái, và lực ma sát giữa xe và in xe, mông và in xe. Tức là ở góc độ nào đó, trong con mắt của các bạn đang đứng quan sát, thì cậu bạn của các bạn đang có gia tốc, đang từ đứng yên chuyển sang chuyển động, là bởi vì có một lực tác động. Và nếu không có lực tác động đó thì cậu bạn của bạn sẽ đứng yên tại chỗ. Đúng không? Nhưng bây giờ câu chuyện khác nè, câu hỏi khác nè. Bạn của bạn đang ngồi trên xe, nó vít ga phía trước, trong con mắt của người đó, bạn đang đứng ở trước mặt nó và giật về phía sau với gia tốc, giật về phía sau với gia tốc là A. Tức các bạn trong mắt nó trước đó là đứng yên, và trong cái hệ quy chiếu gắn với nó, các bạn có gia tốc về phía sau, các bạn bắt đầu chuyển động khi nó vít ga. Nó mới hỏi các bạn là, ê, có lực nào tác dụng lên mày không? Các bạn nói không. Thì giờ trọng lực của trái đất, phản lực của mặt đất đó, là hai lực đó thì tiêu rồi. Hết rồi. Những ngoại vật nào? Ngoại vật thứ nhất là trái đất, ngoại vật thứ hai là nền đất. Thì nó có một lực là hấp dẫn và một lực là phản lực. Hết ngoại lực chưa? Hết rồi. Vì sao? Vì hết ngoại vật rồi. Tại vì trong định nghĩa của lực, lực là đến từ ngoại vật. Lực là sự tương tác giữa các vật. Vậy có một cái vật nó đang kéo mình giật từ phía sau so với bạn mình không? Không. Tại vì không có ngoại vật. Vậy mà trong con mắt của bạn mình thì mình có gia tốc. Vậy thì rõ ràng trong con mắt của bạn mình, mặc dù không có lực tác dụng lên bạn, nhưng bạn có gia tốc. Nhưng mà định luật 1 Newton trong mắt của bạn, của người ngồi trên xe máy, sai rồi. Định luật 1 Newton trong mắt của người ngồi trên xe máy sai rồi. Nó không đúng nữa. Cho nên nếu như cách phát biểu định luật 1 Newton là
một vật sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều mãi mãi nếu không có ngoại lực tác dụng. Thì trong cái trường hợp đó, trong cái con mắt của người ngồi trên xe máy, định luật là sao? Là định luật là phải đúng trong mọi trường hợp, định luật là sao? Vậy thì cách phát biểu chính xác của định luật một Newton là gì? Định luật một Newton ở đây có tên là quán tính, định luật quán tính. Quán ở đây là cũ, là quen thuộc, tính chất quen thuộc, tính chất cũ, quê quán, chứ không phải là quán xá nha. Quán ở đây là cũ, là quen thuộc. Quán tính là tính chất cũ, tính chất quen thuộc. Thì định luật một Newton, cái nội dung chính xác của nó như này: tồn tại các hệ quy chiếu mà ở đó vật sẽ không thay đổi trạng thái chuyển động của mình nếu không có ngoại lực tác dụng. Các hệ quy chiếu đó gọi là hệ quy chiếu quán tính. Hay nói đúng hơn, xét được là trường hợp bạn và người bạn của mình trên xe máy và đứng yên. Trong cái hệ quy chiếu của người đứng yên thì người trên xe máy có gia tốc vì có ngoại lực tác động. Trong cho nên hệ quy chiếu đó được gọi là hệ quy chiếu quán tính. Còn trong con mắt của người đứng trên xe máy thì bạn đang bị di chuyển về phía sau mà không có ngoại lực tác dụng. Và đó không phải là cái mô tả trong định luật 1. Cho nên hệ quy chiếu gắn với người ngồi trên xe máy là hệ quy chiếu không quán tính, phi quán tính. Cho nên cái định luật 1 Newton, cách phát biểu của nó là để giới thiệu cho bạn một cái khái niệm. Nó gọi là khái niệm về hệ quy chiếu quán tính. Nhớ nhỉ? Nên nó sẽ khác với cách chúng ta tiếp cận ở phổ thông một tí. Hệ quy chiếu mà ở đó vật chỉ có thể thay đổi trạng thái chuyển động. Thế nào gọi là trạng thái chuyển động? Cái chữ trạng thái chuyển động có nghĩa là gì? Trạng thái của chuyển động, tức là chuyển động nhanh hay chậm, vật chuyển động theo trái hay phải. Thì cái thứ mà đặc trưng cho chuyển động của vật về hướng và độ lớn là vector vận tốc. Cho nên nếu chính xác á, cái câu này có thể diễn giải này: tồn tại các hệ quy chiếu mà ở đó vật sẽ không thay đổi vector vận tốc của mình nếu không bị ngoại lực tác động. Các hệ quy chiếu đó gọi là hệ quy chiếu quán tính. Lưu ý cái chuyện đó. Trong cái hệ quy chiếu số 2 của Newton cũng là một cái, xin lỗi, trong cái định luật 2 của Newton cũng là một cái định luật mà các bạn rất là quen thuộc. Và cái công thức của định luật 2 Newton các bạn hay viết nó là F bằng MA. À, đây, F bằng MA. Đâu rồi? Thôi được, đại khái là các bạn hay viết là F bằng MA. À, F bằng M nhân A. Nhưng mà đó không phải là cách viết của Newton. Bởi vì nếu Newton mà viết như vậy, Newton sẽ không bao giờ là một con người vĩ đại. Công thức gốc của Newton này: F bằng đạo hàm của M nhân V theo T. Thì cái phép đạo hàm này nếu viết ra thì nó là như thế nào? Nó có hai thành phần tạo nên lực. Thành phần thứ nhất là sự thay đổi của khối lượng vật theo thời gian. Thành phần thứ hai là sự thay đổi của vận tốc vật theo thời gian liên quan. 99% các bài tập các bạn làm ở thời phổ thông là khối lượng vật không thay đổi theo thời gian. Cho nên đạo hàm này bằng không, các bạn chỉ còn lại cái này thôi. Và theo định nghĩa của động lực động học thì dv chia dt là a. Cho nên các bạn có phương trình là F bằng MA. Theo những cách viết của phổ thông. Mà các bạn quên đi cái này. Có rất nhiều vật ở đây, khối lượng của vật sẽ thay đổi khi vật chuyển động. Tôi nói ví dụ, cái tên lửa đẩy, tên lửa của Tesla, tên lửa của NASA. Khi các bạn phun tên lửa, phun khí ở phía sau, phun nhiên liệu ở phía sau để bay lên, thì khối lượng của vật nó đang giảm dần. Các bạn tưởng tượng, nếu tôi xét một cái tàu vũ trụ ở ngoài không gian, nếu là một cái tàu vũ trụ duy nhất ở ngoài không gian, thì sao? Nó rất xa mọi hành tinh khác. Thì các bạn tưởng tượng, nó không có vật thứ hai, nó không có ngoại vật. Hiện nay về nguyên tắc là nó không có ngoại vật. Tại vì nó không có gần một cái đối tượng nào để tác động lực lên nó. Những hành tinh khác là ở quá xa, coi như tác động lên nó là không đáng kể. Vậy thì về nguyên tắc, nếu chúng ta viết F bằng MA, nếu chúng ta bỏ qua cái thành phần này, F bằng MA, thì cái chúng ta có là gì? F ở đây là ngoại lực. Ngoại lực thì đến từ ngoại vật. Mà có ngoại vật nào đối với cái tàu vũ trụ này không? Không.
chẳng có một ngoại vật. Vậy thì vế trái này nó sẽ bằng mấy? Không. Đơn giản, bởi vì lực đến từ ngoại vật mà không có ngoại vật. Nếu như không có thành phần này, chuyện gì đang xảy ra đối với tàu vũ trụ? DV chia DT chắc chắn sẽ bằng không. Hay nói đúng hơn, đối với một cái tàu vũ trụ ở ngoài không gian, ở rất xa mọi hành tinh khác, nó sẽ không bao giờ có gia tốc. Nó sẽ không bao giờ tăng tốc hoặc giảm tốc được. Cho nên ha, nếu mà Newton viết như thế, Newton đã không vĩ đại như vậy. Trong cách viết của mình, ông ta chưa bao giờ phá bỏ cái đêm mở TBT, tức là khối lượng của một vật thay đổi theo thời gian khi vật chuyển động. Mặc dù cái thứ duy nhất mà thay đổi theo thời gian là thời điểm đó. À, trong quá trình chuyển động là cái người anh. Thì Newton là chưa bao giờ loại trừ cái đêm mở chi tiết này. Ngay sau đây là một đoạn lý luận về nguyên tắc là sai, nhưng nó giúp cho các bạn hình thành nên cái tư duy tại sao cái câu chuyện về việc động cơ phản lực ở trong không gian nó có thể được diễn tiến theo logic này. Tôi nhắc lại, đoạn giảng sau đây về mặt toán và lý là hơi sai. Bây giờ chúng ta khảo sát một chút về cái tàu vũ trụ ở ngoài không gian. Ngoại lực tác dụng lên nó chắc chắn vẫn là không. Cái chỗ này vẫn là không. Bởi vì đơn giản lắm, không có ngoại vật. Và các bạn thấy, cái tàu vũ trụ nó sẽ có gia tốc, tức là con số này sẽ khác không, nếu như nó có một lượng thay đổi nhiên liệu theo thời gian, tức là thay đổi khối lượng theo thời gian, tức là nó phụt nhiên liệu về phía sau. Giả sử muốn cái gia tốc này là dương, tức là vật tăng tốc, quá độ lớn thì đơn giản lắm, cái này âm, phục khí được phía sau, giả sử vậy. Tuy nhiên tôi nói rồi nha, cái đoạn vừa tôi vừa nói là về mặt toán học với vật lý là sai, bằng cách đặt vấn đề của tàu vũ trụ không phải như vậy, nhưng mà nó gợi cho các bạn thấy rằng là cái thành phần DMGDT là một thành phần cần thiết trong cái câu chuyện về khảo sát sự thay đổi vận tốc hay là trạng thái chuyển động của vật khi chúng ta khảo sát. Và chúng ta thấy rõ ràng cái cách mà Newton không bao giờ từ bỏ cái đạo hàm này, nó mới thể hiện cái sự vĩ đại của ông. Bởi vì ở cái thời của ông, cái động cơ tên lửa đẩy thì là như không có. Vậy nếu như sơ suy nghĩ người thông thường thì cái đạo hàm này mắc gì phải viết M vô trong, kéo M ra ngoài cho rồi. M là hằng số. Nhưng không, ông ta chưa bao giờ chối bỏ cái vai trò của M trong cái công thức đạo hàm. Và M nhân V này được gọi là động lượng của vật, là một giá trị mới được Newton đặt ra, động lượng của vật. Và khối lượng nó là một đại lượng vật lý đặc trưng cho mức quán tính của vật, đây được gọi là khối lượng quán tính. Và con số này càng lớn thì chúng ta càng có cái sức y của vật nó lớn. Vậy chúng ta thấy nè, định luật 2 Newton đó, nó cho chúng ta một cái câu, một cái định, dẫn chúng ta đến một cái định luật rất là quan trọng sau này luôn. Định lý sau này, định lý bảo toàn, định luật bảo toàn động lượng, tức là nếu như loại lực F bằng không thì cái đạo hàm này sẽ bằng không. Đạo hàm này bằng không khi và chỉ khi M nhân V là hằng số, tức là nếu ngoại lực tác dụng lên hệ mà bằng không, hay đối với một hệ cô lập thì động lượng của hệ được bảo toàn. Một cái ví dụ rất là đơn giản để chúng ta thấy rằng định luật bảo toàn động lượng hoàn toàn có thể đến từ, nó chính là một cái hệ quả, dạng hệ quả của định luật 2 Newton. Tuy nhiên từ cái phương trình này chúng ta có một cái kết luận: F nhân DT bằng DP, F nhân DT bằng DP. DP ở đây là động lượng của hệ, thay đổi động lượng của hệ, và sự thay đổi nó sẽ bằng không trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là F bằng không, vừa nói xong, nếu F bằng không hết phi. Nhưng trường hợp thứ hai
nó có một trường hợp đó là DT này rất nhỏ, là hướng là nhân F nhân DT. F có thể rất lớn, nhưng khi DT trở nên rất nhỏ thì động lượng của hệ cơ bản là được bảo toàn. Thì các bạn tưởng tượng nha, các bạn có thấy được cái camera của thầy không? Thấy con chuột không? Thấy không ạ? Dạ thấy. Này cái bảng điểm của sinh viên mới mới thi năm đó. Để các bạn zoom lên, các bạn thấy điểm, các bạn hết động lực đi học luôn. Các bạn nhìn ha, nếu tôi kéo cái tờ giấy này một cách rất là chậm rãi, con chuột sẽ chạy. Ma sát với con chuột với cái tờ giấy lúc này á, là con chuột nó không có trượt lên tờ giấy, nên ma sát này là ma sát nghỉ. Ma sát nghỉ nó nhỏ, nhưng mà nó vẫn làm cho con chuột thay đổi động lượng. Còn trong trường hợp thứ hai tôi sử dụng một cái lực ma sát là ma sát trượt, lúc này tờ giấy nó trượt cho con chuột rồi. Tôi sử dụng một cái lực là ma sát trượt, và các bạn thấy ha, cái lực ma sát này nó rất là lớn, nó rất là lớn, nó lớn hơn nhiều so với lực ma sát nghỉ vừa nãy. Nhưng con chuột các bạn nó không có thay đổi số lượng, không có thể thay đổi vận tốc, tức là nó không có thay đổi động lượng, hay nói đúng hơn DP của nó trong trường hợp đó bằng không. Và chúng ta thấy ha, lực thì nó lớn hơn lực hồi nãy, nhưng thời gian thì nó rất nhanh. Cho nên trong một số trường hợp khi mà có ngoại lực, nhưng ngoại lực nó xảy ra trong một khoảng thời gian rất nhỏ, thì chúng ta vẫn có thể coi động lượng của hệ bảo toàn. Hoặc một ví dụ khác, F nhân DT bằng DP. Đây là một phương trình so sánh hai vectơ, và hai vectơ nó bằng nhau khi Fx, khi thành phần theo vương x bằng nhau, thành phần theo vương y bằng nhau, thành phần theo vương z. Và nếu như cái hình chiếu của cái phương trình này lên một trục x nào đó, ví dụ Fx bằng không, Fx bằng không, thì dpx sẽ bằng không. Nên đôi khi các bạn sẽ gặp một bài toán ở đó, động lượng của hệ được bảo toàn theo một phương thôi, các phương còn lại không bảo toàn. Bởi vì đây là một bài toán so sánh giữa hai vectơ, và nếu như cái vectơ bên vế trái nó bằng không theo một phương nào đó, thì cái phương đó vectơ kia cũng phải bằng không, thì nó mới bằng nhau được. Thì đó là những cái ý mà nó ẩn đằng sau cái định luật hai như tôi trong cái bài toán về động lực học như tôi. Một ví dụ khác, giả sử chúng ta khảo sát, chúng ta bỏ qua cái trường hợp DM TDT đi, ví dụ chúng ta xét cái trường hợp cái xe máy, xe hơi nằm trên mặt phẳng ngang, nằm trên mặt đường, và xe hơi chúng ta từ trạng thái đứng yên thì bắt đầu nó tăng tốc về phía trước, thì giữa bánh xe và mặt đường nó sẽ có một lực là lực ma sát. Thì câu hỏi đặt ra là lực ma sát là vectơ màu vàng hay vectơ màu xanh, tức là hướng về trước hay hướng về sau. Khi mà trong cái bài toán này nha, chúng ta bỏ qua cái yếu tố này, tức là khối lượng của xe hơi là không đổi theo thời gian, thì theo các bạn lực ma sát là vectơ màu vàng hay vectơ màu xanh trên 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 lá cây này. Ai nói là vectơ màu xanh bấm vào tay tôi không? Ha, gần nửa lớp chúng ta xác nhận là vectơ màu xanh, nên tôi mới nói mà trường chúng ta sẽ trở nên giàu đẹp khang trang nhờ công học tập của các bạn. Hầu như tất cả mọi người khi lần đầu tiên nghe câu hỏi này thì đều chọn vectơ màu xanh lá, nhưng chính xác là vectơ màu vàng. Lực ma sát trong trường hợp bánh xe với mặt đất rất thú vị, nó lại hướng về phía trước. Các bạn giật người giật mình liền, làm gì có chuyện đó hả? Ma sát chống lại chuyển động, ma sát chống lại chuyển động, mắc gì ma sát hướng về phía trước. Tôi không nói nhiều về ma sát với các bạn, bây giờ tôi nói phương trình Newton đúng không? Đúng mà, mấy trăm năm nay ai cũng công nhận ông đúng. Cho nên cái phương trình của ông ha, nếu chúng ta viết bỏ qua cái DM chia DT, và phương trình cuối cùng nó còn là F bằng MA, đây là A là gia tốc. Và trong cái trường hợp xe nó đứng yên chuyển động thì gia tốc phải hướng về phía trước, gia tốc hướng này. Được chưa? Gia tốc là cái vectơ màu xanh dương. Giờ tôi nói phương trình, tôi không có cãi với các bạn về cảm xúc. Các bạn rất hay thay đổi về cảm xúc, còn tôi nói phương trình, vật lý là nói phương trình. Đây là hai cái vectơ so sánh với nhau bằng dấu bằng. Hai vectơ bằng nhau chắc chắn là cùng hướng, cùng phương, cùng chiều, cùng độ lớn. M là số dương chắc chắn. Gia tốc hướng về phía trước là vectơ này, thì bên vế trái nó sẽ là một vectơ, bên vế phải nó sẽ là vectơ hướng về phía trước. Và nếu như vậy thì lực ma sát nó phải hướng về phía trước. Thì mấy đứa bảo ủa đâu phải chỉ có lực ma sát này, còn nhiều lực nữa. Ok, trọng lực, ngoại vật thứ nhất ở trái đất có trọng lực và phản lực N, hai cái lực đó, một cái xuống một cái lên,
triệt tiêu lẫn nhau hết. Một số bạn bảo động cơ thầy, không, động cơ là vật bên trong cái xe, chúng ta không tắt cái động cơ họ chạy được. Động cơ tác động lên xe bao nhiêu, xe tác động lên động cơ một lực bấy nhiêu, thành được bao nhiêu thôi. Nên chúng ta xét lực là chúng ta xét ngoại lực đến từ ngoại vật. Ngoại vật thứ nhất là cái đất, và mặt đất có trọng lực P, có phản lực N và có lực ma sát. P với N cộng lại, P với N cộng lại bằng không, còn mỗi cái lực ma sát. Thì cái lực ma sát chúng ta là lực cuối cùng trong ba cái lực, và nó nằm ở bên phía trái, hai lực kia cộng lại bằng không rồi. Vậy thì lực ma sát của chúng ta chắc chắn sẽ cùng chiều với gia tốc, và gia tốc thì đang hướng về phía trước. Cho nên lực ma sát trong trường hợp cái xe hơi này hướng về phía trước, khó xử ha. Rồi tôi giải thích đến như thế, bạn nào vẫn cho rằng là giải thích của tôi sai giơ tay. Bạn nào vẫn cho rằng lời giải thích của tôi có cái gì đó sai giơ tay. Đó, tôi giải thích đến như thế rồi, các bạn vẫn cho rằng là cái lời giải thích của tôi có gì đó sai. Ai cho rằng nó có gì đó sai thì giơ tay, bằng cảm xúc của mình. Ai cho rằng nó có cái gì đó sai, bấm nút giơ tay. Vẫn còn có 5 bạn như vậy, 5 con người không tin vào lý lẽ, chỉ tin vào cảm xúc. Đây là một trong những vấn đề rất là lớn của người học vật lý, là các bạn tin vào lý lẽ vừa phải, và các bạn không tin nó mạnh như cách các bạn tin vào trực giác. Trực giác là một điều rất tốt, và ai cũng nói với các bạn rằng để có những cái phát minh vĩ đại thì các bạn phải có trực giác. Ai cũng kể cho các bạn là trực giác nó giúp cho người ta có được cái vòng Mendel, trực giác giúp cho chúng ta có những khái niệm về lưỡng tính sóng hạt, vân vân. Nhưng trong trường hợp này trực giác của bạn sai thì lý lẽ mới đúng, bởi vì lực ma sát về nguyên tắc nó không chống lại chuyển động các bạn. Lực ma sát nó không chống lại chuyển động, mà nó chống lại xu hướng chuyển động tương đối giữa hai điểm tiếp xúc. Thế nào gọi là xu hướng chuyển động tương đối với hai điểm tiếp xúc? Đấy là cái bài này là một bài được liên kết mình nói luôn. Giả sử một cái vật chúng ta nằm trên mặt phẳng nghiêng thế và một cái hộp chúng ta nằm ở mặt phẳng ngang thế này. Bây giờ tôi hỏi một câu rất là đơn giản. Nếu tôi cho một cái hộp nằm trên mặt phẳng ngang thì giữa cái hộp và cái mặt sàn này có ma sát không? Khi một hộp nằm trên mặt phẳng ngang, giữa hộp và sàn có ma sát không? Ai nói có giơ tay. Và có và đó là ma sát nghỉ. Ai nói rằng có và đó là ma sát nghỉ? Giơ tay. Vẫn còn hai mươi mấy người cho rằng có và đó là ma sát nghỉ. Thì bây giờ tôi khảo sát cái câu chuyện đơn giản thôi các bạn. Ngoại vật đâu? Trái đất là mặt bàn. Trái đất có lực P, mặt bàn có phản lực N. Và nếu các bạn nói thì nó có lực ma sát. P với N triệt tiêu lẫn nhau. Nếu có lực ma sát thì phương trình của chúng ta sẽ là lực ma sát cộng với P cộng với N bằng MA, đúng không? Điều đó thay cho tôi. Tổng hợp lực P cộng N cộng lực ma sát bằng MA. Và nếu bạn nói có lực ma sát P cộng N bằng không, bỏ đi nha. Vậy chúng ta có là lực ma sát bằng MA. Nếu bạn nói với tôi là có ma sát hướng đi đâu? Nếu ma sát hướng sang trái phải thì gia tốc sẽ hướng sang phải, nếu ma sát hướng sang trái thì gia tốc sẽ hướng sang trái. Đương nhiên ma sát không thể hướng xuống mà hướng lên, và trong trường hợp này vật của chúng ta đứng yên, nó không có ma sát thì sẽ không có gia tốc, không có gia tốc thì không có ma sát. Vậy trong trường hợp này định luật hai Newton nói cho chúng ta biết không có ma sát giữa hộp và mặt bàn, không hề có ma sát giữa hộp và mặt bàn. Vậy nếu tôi bắt đầu đẩy cái hộp này bằng một lực theo phương ngang thì sao? Khi hộp nó vẫn đứng yên, P gọi nào tôi không biết rồi, khi hộp nó vẫn đứng yên thì có ma sát không? Có. Khi hộp vẫn đứng yên thì chúng ta có phương trình F ma sát cộng F đẩy bằng MA, trong trường hợp này A bằng không, khi hộp vẫn đứng yên. Cho nên lúc này có F thì có ma sát. Mà ma sát này ma sát gì? Ma sát nghỉ. Ma sát nghỉ.
Tức là về cơ bản lúc này vật của chúng ta không di chuyển nên nó là ma sát nghỉ. Và ma sát nghỉ của chúng ta thế nào? Bằng với ngoại lực. Cho nên nếu chúng ta nói về độ lớn, đây là lực ma sát, còn đây là lực đẩy. Các bạn thấy trong giai đoạn đầu khi lực đẩy tăng lên, lực ma sát tăng lên. Lực đẩy bằng không thì không có ma sát. Lực đẩy tăng lên, độ lớn lực ma sát tăng lên. Và tăng như thế nào? Tăng tuyến tính, hai cái này bằng nhau về độ lớn. F bao nhiêu thì F ma sát nghỉ với nhiêu. Và khi đạt được đến trạng thái trượt, thì vật bắt đầu trượt. Lúc đó lực có tăng lên bao nhiêu nữa thì ma sát trượt cũng sẽ không đổi, là mu n. Cho nên đồ thị của lực ma sát nó như thế này. Các bạn tăng lực đẩy lên từ không, ban đầu ma sát nghỉ bằng lực đẩy. Và khi ma sát nghỉ đạt đến ma sát trượt, vật sẽ được. Và trượt rồi thì ma sát trượt không tăng nữa, nó là hằng số. Cho nên câu chuyện của quan hệ giữa lực và ma sát nó là như vậy. Vì sao lúc đầu không có ma sát khi không có lực? Vậy tôi nói nhắc lại lần nữa. Tại sao trong trường hợp này thì có ma sát, chắc chắn có ma sát? Vì sao trong trường hợp này không có ma sát? Và vì sao trong trường hợp cái xe thì ma sát về phía trước? Bởi vì lực ma sát nó không chống lại chuyển động. Không? Lực ma sát nó không hề chống lại chuyển động. Lực ma sát nó đang chống lại xu hướng chuyển động tương đối giữa hai điểm tiếp xúc. Tức là nếu như chúng ta có một cái xét một cái vật đây, nó xét một cái vật như thế này. Và chúng ta xét một cái điểm trên vật, điểm màu xanh này, là điểm trên vật. Điểm màu xanh này nó đang tiếp xúc với cái điểm màu xanh ở dưới cái mặt bàn. Hai điểm màu xanh này đang tiếp xúc lẫn nhau. Điểm này trên vật, điểm này trên mặt bàn. Nhắc lại, ma sát chống lại xu hướng chuyển động tương đối giữa hai điểm tiếp xúc. Vậy nếu như cái hộp này đang nằm trên mặt phẳng ngang, thì cái điểm xanh ở trên, này, tôi đổi lại nhé, tôi đổi thành màu khác, đổi màu vàng. Điểm vàng ở trên, nó có xu hướng chạy đi đâu không? Điểm màu cam ở trên, nó có xu hướng chạy đi đâu so với điểm đang tiếp xúc với nó trên mặt bàn là màu xanh này không? Nó có xu hướng chạy sang bên trái không? Nó có xu hướng chạy sang bên phải không? Không. Nó đang đứng yên mà. Nó đâu có muốn chạy đi đâu đâu, bởi vì đâu có ai đẩy nó đi đâu. Cho nên ha, lực ma sát trong trường hợp đứng yên, không có ngoại lực, là không chuyển động, là không có. Khi chúng ta tác động một cái hộp màu đỏ này bằng một cái lực theo phương ngang, thì cái điểm này của chúng ta này, nó có xu hướng đi đâu? Sang phải, so với điểm tiếp xúc. Và khi nó có xu hướng sang phải, thì cái lực ma sát mới xuất hiện để chống lại xu hướng chuyển động tương đối của điểm màu vàng với điểm màu xanh. Khi nó có xu hướng, nó trong xuất hiện. Vậy thì đối với cái mặt phẳng nghiêng này sao? Cái điểm ở trên vật, cái điểm ở trên vật và cái điểm ở trên cái mặt phẳng nghiêng có xu hướng chuyển động tương đối so với nhau không? Có. Cái điểm trên vật nó có xu hướng bị kéo xuống bởi gì? Bởi lực MG xi năng thai. Tức lực MG có xu hướng kéo tuột cái điểm, tuột cái hộp xuống dưới. Vì vậy ma sát luôn luôn tồn tại. Đó, cái ví dụ. Quay trở lại cái xe hơi, tại sao cái lực ma sát lại là vector hướng về phía trước? Nó xét cái xe hơi, xét cái bánh xe. Bởi vì muốn mà cái xe chạy về phía trước, ban đầu cái xe đứng yên thì cái điểm màu vàng trên xe bánh xe, các bạn thấy được cái điểm này không? Đó. Cái điểm màu vàng trên bánh xe nó tiếp xúc với điểm màu đỏ trên mặt sàn. Và các bạn thấy nè, cái điểm màu vàng này khi cái xe đứng yên nó có xu hướng chuyển động đi đâu không? Không, nó không xu hướng chuyển động đâu. Nhưng mà khi cái xe bắt đầu lăn bánh, thì để cái xe tiến về phía trước, bánh xe phải quay thế nào? Quay thế này, quay theo chiều mũi tên. Và khi nó quay thế này thì cái điểm tiếp xúc màu vàng nó có xu hướng thế nào? Cái điểm này nó có xu hướng thế nào? Nó có xu hướng trượt về sau so với điểm màu đỏ. Các bạn không tin nó có xu hướng trượt về sau đúng không? Các bạn bôi miếng dầu ăn vào đây đi, các bạn sẽ thấy cái bánh xe quay tại chỗ. Tức là cái điểm tiếp xúc luôn luôn tụt về sau. Dầu ăn là một cái vật liệu các bạn rất quen thuộc với sư Việt Nam Bách Khoa trong cuộc sống riêng của mình. Các bạn thấy ha, với cái xu hướng đó thì rõ ràng lực ma sát nó phải chạy về phía trước. Và nó phù hợp với cái định luật 2 Newton về mặt vector. Cho nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như lực ma sát của chúng ta trong trường hợp này là cái vector màu vàng hay là một cái màu đỏ trong trường hợp này. Ôi, màu vàng nhất quán. Chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi phát hiện ra theo lý luận đó thì vector lực ma sát nếu tồn tại thì nó phải hướng về phía trước, như cách mà chúng ta mô tả dưới hình này.
Cho nên ha, ngay cả nghe đến cái lời giải thích như vậy mà hỏi lại, vẫn có nhiều bạn cho rằng cái cảm xúc của mình vẫn đúng. Tức là chúng ta không tin vào những lý luận về mặt phương trình, lý luận về mặt toán học, mà chúng ta vẫn dùng trực giác của mình để cảm nhận. Và cái điều này nó tệ lắm nha. Sau này các bạn học về tự nhiên, các bạn đừng có để người ta lừa. Chứ nó không để người ta lừa thì xấu hổ lắm. Có rất nhiều bạn á, nghe đa cấp đa kiếp nó dụ dỗ các bạn về mặt làm giàu nhanh lắm, làm giàu dễ lắm, các bạn tin. Tại vì người ta vẽ lên bức tranh đẹp quá, các bạn tin. Các bạn tin ghê gớm lắm, rằng là cứ nằm không một chỗ, thu nhập thụ động đồ, tiền đến rồi. Và các bạn không bao giờ đặt bút xuống tính thử xem cái người ta nói có đúng không? Phương trình có cho các bạn những cái kết luận không? Và các bạn chỉ chọn là các bạn tin. Giống như kiểu thằng người yêu các bạn sau này nó bục các bạn một trận, sau đó nó lại nói là tại vì anh yêu em mà anh mới đánh em này. Rồi các bạn tin cái chuyện đó, trong khi phương trình kiểm chứng cho rằng, thống kê thế giới cho rằng một người đã đánh các bạn được một lần nó sẽ đánh các bạn được mãi mãi. Cho nên việc quan trọng nhất là bạn phải đánh lại nó, chứ không phải là để cho nó đánh mình, kiểu kiểu như thế đó. Đó là những điều mà chúng ta sẽ thấy nó hơi khác biệt trong cách mà chúng ta tiếp cận về động học, động lực học ở học đại học. Và định luật thứ ba của Newton nó nói cho các bạn là cái sự tương tác giữa các vật nếu có thì đó là một sự tương tác cùng phương, ngược chiều và cùng độ lớn. Thì nhiều bạn nói là em đấm vào mặt, à quên, con người yêu nó sái vào mặt tay, em đau mà nó sướng, nó đâu có đau tay, nó chỉ hơi đau tay thì em đau nhiều hơn. Tại sao vậy thầy? Là bởi vì sao? Bởi vì cái cảm giác đau nó không phải là thước đo chính xác của vật lý, nó không phải thước đo các bạn. Các bạn muốn đo lực, các bạn phải đo bằng lực kế, chứ các bạn không phải đo bằng tay. Trên tay dây thần kinh nó ít, trên mặt dây thần kinh nó nhiều. Cùng một cái lực đó thì các bạn thấy đau hơn, thế thôi. Ví dụ như là các bạn rớt mất tờ 500 ngàn, đúng không? Thì một số bạn thì cảm thấy thất thần luôn, mất một tháng tiền ăn. Nhưng một số đứa thì nó lại bảo thì cũng bằng một ly trà sữa và một bữa ăn trưa của nó, chẳng hạn vậy. Mỗi người có một cái thang đo khác nhau, nhưng các bạn không thể dùng cái thang đo là đau và không đau về nó. Nhưng mà định luật 2 Newton, định luật 3 Newton đó, nhắc lại nha, là nó có nội dung rõ ràng là trong các hệ quy chiếu quán tính. Cái định luật 2 Newton đó, nó đúng trong hệ quy chiếu quán tính, chứ sang hệ chiếu phi quán tính nó không còn đúng nữa. Vì sao? Tại vì cái gia tốc của vật thu được nó sẽ không đến từ ngoại lực. Vậy làm sao để giải thích chuyện đó? Làm sao để giải thích chuyện đó? Làm sao để giải thích cái chuyện là các em ngồi trên xe máy và các thấy thầy có gia tốc trừ A về phía sau? Đó không có ngoại lực các bạn. Không hề có ngoại lực. Nhưng em sẽ phải tưởng tượng ra là có một lực. Để chi? Để ráp cho cái phương trình được 2 Newton xài cho dễ. Thì bạn tưởng tượng là phải có một lực đang kéo thầy về phía sau. Mặc dù thầy đứng yên ở mặt đất, nhưng mà trong con mắt các bạn thầy đang có gia tốc trừ A về phía sau. Thì các bạn phải tưởng tượng là có một lực đang tác động lên thầy. Cái lực đó mà sau khi chia cho khối lượng của thầy, nó phải ra gia tốc trừ A. Vậy thì lực đó phải bằng trừ MA, lực quán tính. Cho nên lực quán tính là một cái lực không có thật. Lực có tồn tại trong đây, trong sự tưởng tượng của các bạn. Nó giống như cách mà người yêu các bạn đang tồn tại trong sự tưởng tượng của các bạn. Nó không có thật. Thì lực quán tính vì nó không có thật nên nó không có phản được. Tại vì nó đâu có đến từ sự tương tác với các bạn. Nó đến từ sự việc các bạn đang tưởng tượng. Và khi các bạn đang còn tưởng tượng thì tức là nó không có phản lực, bởi vì có vật thứ hai mà phản lực. Bởi vì muốn có phản lực thì phải có ngoại vật tương tác. Đây đâu có tương tác. Để có được gia tốc trừ A, các bạn đang tưởng tượng có một lực trừ MA hướng ra sau, và cái lực đó chia cho MA ra trừ A. Cho nên nhắc lại, lực quán tính là lực chỉ tồn tại trong hệ quy chiếu phi quán tính, và nó đến từ sự tưởng tượng, nó đến từ sự giả định, cho nên nó không có phản lực. Nó là lực ảo, nó không có phản lực. Rồi, giải lao khoảng 15 phút nha các bạn. Giải lao 15 phút nha. Dạ. Thì chúng ta đi tiếp.
Rồi chúng ta tiếp tục ha. Quên, nãy giờ quên bật cái đèn phòng nữa. Rồi. Được chưa các bạn? Thế nha. Hello. Alo, alo, các bạn nghe tao nói gì? Nghe thầy. Rồi. Thì còn một cái định luật cuối cùng nữa là định luật vạn vật hấp dẫn của Newton ha. Định luật đến từ cái việc mà tính toán ước lượng, và nhờ đó chúng ta có một cái tổng quát cuối cùng là cái phương trình như thế này. Trong đó G là một hằng số, nó gọi là hằng số hấp dẫn, tính được dựa trên các cái suy luận về mặt giá trị, độ lớn các luật tương tác với nhau. Chúng ta thấy nè, cái M xuất hiện trong định luật 2 Newton, và cái M xuất hiện đây, giả sử M1 là khối lượng trái đất đi, M khối lượng các bạn, thì khối lượng của các bạn trong định luật 2 Newton và khối lượng các bạn trong định luật vạn vật hấp dẫn thực ra là hai khái niệm khối lượng khác nhau. Để nói vật lý, đặc trưng của cái này là M càng lớn thì gia tốc hay là trạng thái chuyển động của vật càng khó thay đổi. Đặc trưng của cái này là M càng lớn thì trái đất hút các bạn càng mạnh. Cho nên thực ra nó là hai cái khái niệm về mặt vật lý là khác nhau. Nhưng mà trong tất cả những phép đo đến giờ phút này chúng ta đều công nhận là về mặt giá trị thì hai cái khối lượng này nó là một. Thì đặc trưng sức ì và đặc trưng cho lực hấp dẫn là hai câu chuyện khác nhau hoàn toàn, đâu có vấn đề gì đâu. Tất cả những gì các bạn đang cân được trên trái đất hiện nay, cái con số các bạn cân được nó là cái khối lượng hấp dẫn chứ nó không phải là khối lượng quán tính đấy nha. Nó là khối lượng hấp dẫn bởi vì nó đến từ phép đo trọng lực chứ nó không phải đến từ phép đo quán tính. Tuy nhiên là nếu muốn đo quán tính thì bạn phải đưa vật đến một cái nơi có không có tác động khác, và các bạn đo bằng cách là sử dụng lực tác động để tìm cái gia tốc của vật, từ đó tìm ra được khối lượng của vật. Rồi trong cái cách mà chúng ta, đây là cái giá trị của hằng số hấp dẫn. Thực ra khi mà chúng ta khảo sát cái lực hấp dẫn, nó có một cái điều nó dẫn đến cái chuyện kết luận nó khá thú vị, đó chính là nếu như đây không phải là r bình phương mà đây là r lũy thừa 2,00001 hoặc là r lũy thừa 1,99999 thì chúng ta không có mặt ở trên thế giới này. Nếu nó bé hơn 2 thì trái đất đã rơi mặt trời rồi, còn nếu nó lớn hơn 2 thì trái đất đã văng ra khỏi mặt trời. Và nếu như cái g này của bạn nó nhỏ được một tí thôi, trái đất cũng đã văng ra khỏi mặt trời, lớn một tí trái đất đã rơi vào mặt trời. Cho nên là nó thú vị là các hằng số trong vũ trụ, khi bạn tính toán ra bạn sẽ thấy là để tồn tại những cái giá trị kiểu như thế này là nó gọi là giá trị rất là lạ, là bởi vì nếu những giá trị này chỉ cần thay đổi một tí thì cái thế giới loài người nó không có tồn tại. Nên là càng học về khoa học người ta lại càng tin rằng những gì đang có ở trong cái thế giới này nó rất khó để có thể khẳng định rằng nó đến từ sự ngẫu nhiên trong việc hình thành vũ trụ. Rồi chúng ta nói một chút về hệ quy chiếu phi quán tính. Hệ quy chiếu phi quán tính là cái hệ quy chiếu mà chúng ta thấy là nó có gia tốc so với hệ quy chiếu đương nhiên. Và trong cái con mắt của người ngồi trên hệ quy chiếu phi quán tính thì các định luật 1, 2 Newton nó không còn đúng nữa. Tức là các bạn sẽ thấy rằng là các định luật 1, 2, 3 Newton nó không còn đúng. Tức là các bạn sẽ thấy rằng là vật, mặc dù đang hiểu như cái này, đây là Stephen Hawking trong một chuyến bay của NASA tổ chức cho ông để ông cảm nhận, ông được trải nghiệm cái trạng thái không trọng lượng. Thì khi ở trong cái máy bay nó bay lên cao này và nó chút đầu rơi xuống, thì trong cái hệ quy chiếu gắn với cái máy bay thì người ta sẽ thấy ông lơ lửng như kiểu là không có lực tác động. Mặc dù trong cái câu chuyện này chúng ta thấy là nếu chúng ta xét ngoại vật đầu tiên đối với Stephen Hawking là trái đất hút ông xuống và hết, ông đang không chạm lên trên cái tàu cho nên là không có ngoại vật thứ hai. Cho nên là đáng lẽ là ông phải có một cái gia tốc g hướng xuống. Nhưng trong con mắt của người ngồi trong tàu vũ trụ này, cái máy bay này, thì ông lại đang bay lơ lửng như kiểu là không có lực tác dụng lên mình vậy. Và cái điều này nó được giải thích nếu chúng ta quan sát cái hệ quy chiếu này là hệ quy chiếu phi quán tính. Và hệ quy chiếu này đang có gia tốc g hướng xuống thì nó sẽ có một lực quán tính trừ mg hướng lên, trừ mg hướng lên. Và cái lực quán tính này trong cái con mắt của người ngồi trong hệ quy chiếu này nó cân bằng với lực trọng trường. Và trong cái con mắt của người rồi trong hệ quy chiếu này, trong con mắt của Stephen Hawking, ông đang có tổng hợp lực tác động lên cơ thể là bằng không, hay nói đúng hơn là ông đang tồn tại ở dạng thức của sự
không trọng lượng. À, và nó trôi nổi như thế này. Bức hình này được chụp là chụp từ một người ngồi trong cái tàu vũ trụ, trong cái máy bay này. Và rõ ràng là nó là một bức hình khá thú vị. Nó cho chúng ta thấy một cái con người đang ở trạng thái phi trọng lượng. À. Cho nên nếu ví dụ các bạn đi chơi ở các tòa nhà cao tầng, ví dụ Landmark 81 gì đó, đang leo lên, đang đi thang máy lên tầng 60 mà nó ít giây nó rơi xuống, thì các bạn nên enjoy mười mấy cái phút giây cuối cùng của bạn. Các bạn phải tưởng tượng là 2-3 giây cuối đời của bạn, các bạn đã được trải nghiệm một cái chuyến bay không trọng lực. Chuyến bay này có giá hàng chục triệu đô. Trong mấy giây đó, các bạn đang sống một cuộc đời của triệu phú. Cho nên là đừng la hét, đừng đau khổ, hãy enjoy cái moment đó của các bạn. Rồi, nhưng mà các bạn thấy trong cái bài toán của hệ quy chiếu phi quán tính, nó sẽ tồn tại thêm một cái lực là lực quán tính. Để giải thích cho điều này thì rất là đơn giản thôi các bạn. Phương pháp cộng vector, cộng giao tốc. Nếu chúng ta gọi vật của chúng ta là 1, trái đất chúng ta là 3 và cái tàu vũ trụ này là 2, thì chúng ta đang cần phải tính cái giao tốc A12, tức là giao tốc của cái người này trong cái hệ quy chiếu gắn với cái tàu vũ trụ là A1 so với 2. Chúng ta thấy nè, A13 thì bằng A12 cộng A23. Giao tốc của người đối với trái đất thì bằng giao tốc của người đối với cái tàu cộng với giao tốc của tàu đối với trái đất. Vậy thì A12 nó bằng A13 trừ cho A23. Trong câu chuyện này, A13 giao tốc của người đối với trái đất thực ra vẫn đang là rơi tự do. Đứng ở ngoài mà các bạn nhìn thì Stephen Hawking đang rơi tự do. Đúng chưa? Rơi theo cái tàu. A13 là g hướng xuống. A23 là giao tốc của cái tàu vũ trụ so với trái đất, lúc này nó cũng đang rơi tự do, là g hướng xuống. Như vậy g vector trừ g vector thì nó bằng 0. Đúng chưa? Cho nên trong con mắt của người ngồi trong tàu vũ trụ, gia tốc của Stephen Hawking đối với cái tàu là bằng 0. Hay nếu chúng ta nhân cái m lên hai vế, chúng ta có cái gì? Lực tác động tổng cộng lên Stephen Hawking trong con mắt của người ngồi trên tàu vũ trụ, tức là lực trong cái hệ quy chiếu phi quán tính, thì nó bằng ngoại lực thật. MA này là ngoại lực thật, MA13. A13 là gia tốc thật, gia tốc hệ quy chiếu quán tính. Đây là lực thật, lực từ ngoại ra, trừ cho em MA lớn. A lớn là gia tốc của con tàu vũ trụ đó, tức là hệ quy chiếu số 2, đối với một hệ quy chiếu quán tính là trái đất số 3. Nên chúng ta thấy xuất hiện một cái trong cái công thức của tổng hợp lực tác dụng lên vật trong hệ quy chiếu phi quán tính. Ngoại trừ lực thật đến từ ngoại vật, xuất hiện thêm một giá trị lực trừ MA là đến từ lực quán tính, đến từ sự chuyển đổi hệ quy chiếu. Cho nên cái việc mà tồn tại cái gia tốc cũng như là cái lực quán tính, nó cũng ở góc độ đó, nó cũng không phải từ trên trời rơi xuống, nó cũng là cái bài toán có thể đến từ cái lý luận về việc thay đổi hệ quy chiếu và phép cộng gia tốc tương đối mà thôi. Nhưng chúng ta thấy là cái khái niệm giá trị trừ MA này nó xuất hiện một cách rất là tự nhiên trong cái bài toán, trong cái phép biến đổi. Nhưng hồi xưa giờ các bạn học, các bạn hay công nhận cái điều đó như là một điều hiển nhiên và nó phải như thế vì nó là như thế. Nhưng mà có rất nhiều điều trong vật lý nó không cần phải chấp nhận một cách, hay là không cần phải học thuộc một cách tự nhiên, nó diễn ra theo đúng những gì mà nó phải diễn ra về mặt logic. Như vậy chúng ta thấy là cái lực quán tính này sẽ là một cái lực rất thú vị. Cái lực này sẽ là một lực rất thú vị. Và trong những hệ quy chiếu có gia tốc, nó sẽ luôn luôn tồn tại cái lực quán tính. Tôi nói ví dụ, trái đất chúng ta vốn dĩ là một hệ quy chiếu phi quán tính. Vì sao? Hệ quy chiếu phi quán tính được định nghĩa là hệ quy chiếu có gia tốc. Trái đất chúng ta có gia tốc, có chứ. Trái đất chúng ta đang quay quanh chính nó. Và quay quanh chính nó thì chắc chắn là một chuyển động tròn và nó có gia tốc. Và trong cái câu chuyện của một cái vật chuyển động trên bề mặt trái đất, nó có một lực quán tính mà các bạn sẽ không bao giờ được phép bỏ qua. Đó là lực quán tính Coriolis. Lực quán tính này nó đến từ khi khảo sát một vật chuyển động trong một hệ quy chiếu đang quay với vận tốc góc omega. Và cái lực quán tính này các bạn thấy không? Nó sẽ tỷ lệ với cái phép nhân vector của omega với v. V ở đây là vận tốc của vật
trong hệ quy chiếu đang khảo sát. Tôi nói ví dụ như, nếu trái đất của chúng ta giả sử đây, nếu như có một cơn gió thổi từ trên này xuống thì vận tốc của vật, vận tốc của các cái phân tử khí là nó đang từ trên này xuống. Đây là V phẩy trong công thức của định luật Coriolis. Đây là V phẩy. Không lâu không nãy tôi bị đứng. Đây là V phẩy. V phẩy này. Và trái đất thì quay từ đông sang tây. Nên vector gia tốc omega của cái trái đất đó, nó đang như thế này. Đang hướng lên. Đây là omega. Vẽ màu màu nào cho dễ thấy thôi. Các bạn thấy nè, nếu các bạn lấy phép nhân omega nhân v và các bạn quay từ omega xuống v, quay ngón tay từ vector omega xuống vector v thì vector omega nhân v sang đây, mà lực Coriolis thì có dấu trừ trên sang đây, đâm ra là khi một phân tử khí nó đang đi theo cái hướng này thì nó sẽ bị một lực Coriolis là lực quán tính nó bẻ theo hướng này, vuông góc với bề mặt trái đất và theo, cho nên á, cái dòng khí nó sẽ xoáy theo cái chiều như này, tức là các phân tử khí các bạn khi nó chạy xuống thì nó sẽ đi theo quỹ đạo cong như này, theo cái chiều mà chúng ta vừa mới vẽ ra. Cho nên là khi mà các bạn quan sát một cơn bão từ trên vệ tinh thì cơn bão nếu như nó xảy ra ở nửa bán cầu bắc á, thì nó sẽ xoay theo kiểu kim đồng hồ, và ngược lại nếu cơn bão xảy ra ở nửa bán cầu nam thì cơn bão sẽ xoay theo chiều ngược từ cái đồng hồ. Đây là các bạn. Ngược thuận những cái đồng hồ, đây là bán cầu bắc. Ngược chiều cái đồng hồ, đây là bán cầu nam. Bạn thấy không? Cho nên là cơn bão của các bạn hay là bất cứ một cái đối tượng nào, ví dụ đây thay vì là một cái phân tử không khí mà đây là một toa tàu chạy bắc nam, thì các bạn thấy toa tàu luôn luôn bị kéo dạt sang bên phải của mình. Và vì vậy trên đường ray phía bên phải nó sẽ mòn hơn đường ray phía bên trái một cách gọi là khá lớn, khá lớn. Thì chúng ta thấy rõ ràng cái bài toán về lực Coriolis nó ảnh hưởng lên các đối tượng tồn tại ở trong cái hệ quy chiếu trái đất rất là nhiều. Ví dụ dòng sông bên lở bên bồi, tại sao dòng sông lại bên lở bên bồi? Bạn cứ tưởng tượng đây là những phân tử nước. Khi một phân tử nước mà nó chảy từ bắc xuống nam theo cái hướng của đường tinh tuyến như thế này, bạn thấy nếu đây là một dòng nước chảy xuống dòng sông chảy xuống, thì các phân tử nước luôn luôn bị kéo sang bên phải, cho nên dòng sông khi chảy từ trên xuống thì các phân tử nước đều bị kéo dạt sang bên phải, thì bên này sẽ là bên lở và dòng nước sẽ có xu hướng chảy dạt sang đây, thì bên này sẽ là bên lở, bên này sẽ là bên bồi. Thì cái dòng nước mà nó chảy từ bắc xuống nam, có dòng sông chảy từ phía bắc xuống nam, thì nếu chúng ta xuôi dòng thì bên phải là bên lở, bên trái là bên bồi, cho nên dòng sông các bạn nó sẽ dịch chuyển. Dịch chuyển đủ lâu thì nó sẽ dịch chuyển một khoảng khá xa. Nên chúng ta thấy là một số cái trường hợp như dạo này chúng ta nghe nói rằng miền Tây bị xâm thực, bị nước, bị lở gì đó. Thì nó đến từ thứ nhất là vận động của dòng nước nó trở nên rất là mạnh, thiếu đi các cái cây cối ở trên thượng nguồn, đâm ra là dòng sông nó chảy xiết hơn bình thường, nên lực nó lớn hơn, cái này nó lớn hơn và lực nó sẽ lớn hơn. Thứ hai nữa là gì? Cái chuyện lở và bồi là chuyện luôn luôn xảy ra trong cái thế giới của dòng sông. Nhưng mà mạnh hay yếu là còn do là dòng sông các bạn có yếu tố. Xin lỗi các bạn.
Sorry các bạn ạ. Tôi bị interrupted. Cuối năm mà sao quảng cáo nhiều thế các bạn ạ? Ở đây cuối năm có ai bị đúng không? Tôi cứ bị quảng cáo linh ta linh tinh quá trời. Rồi. Thì các bạn thấy nè, cái lực Coriolis là một cái lực rất là thú vị. Nó sẽ làm biến đổi các dòng sông và nó hình thành những địa chất khá là nhiều, ví dụ như là dòng thủy triều cũng bị ảnh hưởng bởi 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 lực Coriolis rất là nhiều. Ngạn ngữ Pháp nó cũng có một câu rất là hay, mà Pháp hay Anh gì đó, nhìn độ nhìn chiều xoáy của một con ốc biết nó ở bán cầu nào, tức biết quê hương ở đâu. Ý nó là con ốc ở trên nửa bán cầu Bắc nó xoáy theo chiều khác, và con ốc trên nửa bán cầu Nam nó xoáy theo chiều khác. Các bạn về nhà mỗi trước khi các bạn giật nước của toilet hả? Nhưng mà đừng có sử dụng toilet rồi giật nước, rồi đứng sử dụng toilet rồi giật nước, ngồi ngó rồi bảo thầy Hiếu chỉ cho mấy đứa bệnh hoạn. Mấy đứa về nhà mấy đứa đừng có đi gì hết, mấy đứa chỉ đơn giản là giật nước cái toilet thôi. Mấy đứa xoáy cái toilet cho mấy đứa sẽ xoáy theo một chiều xác định, nước sẽ xoáy theo một chiều xác định à. Và cái chiều của nó chính xác là cái chiều mà chúng ta thấy trên hình, tại vì chúng ta đang ở nửa bán cầu Bắc cho nên dòng xoáy của cái toilet các bạn nó sẽ theo chiều kim đồng hồ. Và đến một ngày nào đó khi các bạn ra trường được khoảng 10 năm rồi, các bạn vẫn FA, cuộc đời các bạn không có gì hết ngoài tiền, thì các bạn có thể làm một chuyến du lịch lên bán cầu Nam, ví dụ đi về New Zealand hay là đi về Australia gì đó, và là đến đó các bạn giật toilet bằng cờ bồn cầu, các bạn sẽ thấy nước nó chảy theo chiều ngược lại. Đến đó chỉ để kiểm chứng lực Coriolis. Tất nhiên là theo một số thiết kế cơ khí thì nó vẫn có thể có chiều xoáy ngược lại, nhưng mà nó sẽ không bền, cái chiều xoáy tự nhiên của nó vẫn là chiều xoáy mà chúng ta thấy trên hình. Còn để chứng minh từ đâu ra cái định luật cái lực Coriolis này nè, nó sẽ là một cái bài giảng khá là dài. Để tôi xem, tôi sẽ có một cái bài biến đổi nào đó và làm mấy clip cho các bạn xem. Sao? Thì lực Coriolis này nó trong cái chuyện nhân gian chúng ta nó cũng có một cái câu chuyện nó cũng khá là thú vị. Tàn trình với Nguyễn Khiêm thì ông một lần ông đi qua cái làng thì ông được người ta giúp đỡ, thì sau đó người ta cũng biết ông là Tàn trình. Tàn trình với Nguyễn Khiêm là một trong cái nhà tiên tri của Việt Nam, trong cái văn hóa Việt Nam khá là nổi tiếng. Kiểu kiểu như Vanga với Nostradamus, thì người dân làng người ta mới mới hỏi ông là tiên đoán dùng cái làng khi nào thì cái làng làm quan, có người làm quan. Ngày xưa thì một người làm quan họ được nhờ. Thế nên chuyện chuyện dân gian thôi, tôi không xác định nó có thật nhưng mà nó cũng khá thú vị. Thì ông kêu người làng dựng một cái con ngựa đá ở bên sông, và ông ta viết vào cái con ngựa đá là hai câu thơ: khi nào ngựa đá sang sông thì làng xxx, làng gì đó, quận công cả làng, vĩnh lại hay làng gì tôi quên, quận công cả làng. Nghe là muốn bục ống rồi ha, con ngựa đá mà đòi sang sông. Nhưng mà đến một năm nào đó thì ngựa đá đúng là sang sông thật không? Tức là dòng sông nó chạy, cái ngựa đá nó chạy. Tức là ban đầu con ngựa nằm đây, sau đó dòng sông nó chạy sang đây, thì con ngựa nó thành nằm ở bên bờ bên kia. Ban đầu con ngựa nằm ở bờ này, sau đó là dòng sông nó chạy sang đây thì con ngựa nằm bên này. Thì cái năm đó là chị Nguyễn Phan Trai đang đóng đằng ngoài, một phe bỏ chạy, một phe đuổi theo. Phe bỏ chạy thì đến đây, đến cái làng đó ở. Làng nó lại giúp đỡ cho anh cho uống trước khi rời đi, thì đòi là thông quan tấn chức cho người dân làng. Thế là đang chạy chiếc ca mà có cái gì quan trọng đâu, lấy cái ấn ra đóng dấu kịch kịch kịch, ông này là quận công, ông kia là thượng thư, ông này là viện lệnh, đóng cho cả làng làm quan, chạy tiếp. Thì bên phe kia đuổi tới nơi thì thấy cái làng này toàn là quan không mà nó kém mớ. Tất nhiên là câu chuyện nó mang tính dân gian thôi, nhưng mà nó cũng có một cái chi tiết rất là hay ở đó, đó chính là ngựa đá sang sông. Ngựa đá thì không thể thể tự nhiên nó chạy sang sông được, mà thực ra là dòng sông nó dịch chuyển sang bên kia, làm cho con ngựa đá xuất hiện ở bên còn lại, dòng sông bên lở bên bồi. Thì cái câu chuyện là như vậy. Thì về mặt gọi là cơ sở để chúng ta làm các bài toán về phần động học, động lực học, thì cơ bản về phần lý thuyết nó chỉ thế thôi. Các bạn rất hay đặt ra vấn đề là cái đề mẫu là gì, cái bài tập mẫu là gì, hay là cái dạng bài toán gì. Thực ra các bạn không cần cái gì. Ở một góc độ nào đó, trong định luật, trong cái phương trình của cơ học Newton đó, thì những gì các bạn vừa học vừa rồi là đủ. Tất nhiên sau đó nó còn liên quan đến cái gọi là cái ứng dụng kỹ năng đó. Thì các bạn làm bài tập thôi chứ không gì hết, vẽ hình, vẽ lực, phân tích hình chiếu, vân vân. Thì các bạn nhìn cái câu chuyện phân tích một chút về các cái loại lực, nó xem một chút cái phân tích của các cái loại lực chúng ta sẽ thấy. Thì nó có một số loại lực ta nên lưu tâm rằng là có thể nó sẽ gây ra một số cái hiệu ứng đặc biệt trên cái
việc mà chúng ta khảo sát bài toán. Ví dụ như chúng ta có một số nhóm lực mà chúng ta cần lưu cân. Nhóm lực thứ nhất là nhóm lực ma sát, lực liên kết. Nó thực ra là lực liên kết. Thì lực liên kết thì nó đến từ những cái sự tương tác giữa các cái lực mà liên quan đến cái cấu trúc của vật. Ví dụ như là lực ma sát. Ví dụ như là lực căng dây, vân vân. Chúng ta nói lực ma sát trước, lực ma sát là lực khá thú vị. Thì ví dụ chúng ta thấy nè, cái lực ma sát chúng ta học ở phổ thông đó, nó chỉ là lực ma sát trượt, ma sát nghỉ thôi. Ma sát trượt, ma sát nghỉ là hai trường hợp đơn giản nhất của cái lực ma sát và thực tế thì nó không có gì là thú vị hết. Lực ma sát nó có rất nhiều cái biểu hiện thú vị, các bạn nhìn nè. Đây là một sợi dây vắt qua cái tay của thầy, mới thấy chưa thấy cái camera của thầy không? Tại vì đôi khi ghi hình là không thấy camera của thầy. Mới thấy không? Dạ thấy ạ. À, mới thấy cái sợi dây điện ha, nó vắt qua cái tay của thầy kéo. Kéo thì đúng là cũng hơi cực thật, có một tí lực cản ở đây, cái lực ma sát giữa tay với sợi dây. Và cái lực ma sát này nó nhỏ lắm các bạn. Nếu bạn quấn một cái hờ hờ như này, bạn quấn thì nhẹ. Nếu bạn thử xoắn thêm một vòng nữa và bạn kéo, các bạn sẽ thấy cái lực ma sát nó cực kỳ lớn. Bạn quấn thêm một vòng nữa rồi các bạn hãy kéo. Bạn thấy không? Không có sự thay đổi của cái gọi là lực ép đó. Các bạn thấy lực ma sát các bạn học ở phổ thông đó, liên quan đến lực ép hay là phản lực. Ở đây là một giây hay hai giây, một vòng hay hai vòng thì cũng đâu liên quan đến lực ép hay là phản lực đó. Nhưng mà khi bạn quấn hai vòng hoặc quấn ba vòng, cái đầu này không cần phải cột ở đâu hết, cái đầu thì thả tự do. Các bạn quéo các bạn sẽ thấy cái lực ma sát nó cực kỳ lớn luôn. Nó không cần phải quấn, các bạn không cần phải cố định cái đầu như vậy. Các bạn chỉ cần quấn nó đủ vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng, các bạn sẽ thấy cái lực ma sát nó sẽ trở nên cực kỳ lớn. Và cái lực ma sát là lực rất là hay, rất là hay. Phổ thông các bạn thì người ta chỉ khảo sát có hai lực thôi là ma sát nghỉ, ma sát trượt. Và rồi thì lên đại học người ta phần đại cương người ta chỉ dạy các bạn có hai lực ma sát nghỉ, ma sát trượt. Tuy nhiên ma sát nghỉ, ma sát trượt ở đại học thì nó sẽ hơi khác một chút như này. Chúng ta thấy cái chuyện này rất đơn giản thôi. Ma sát nghỉ tức là lực cản chuyển động khi mà vật đang đứng yên. Và lực ma sát trượt tức là lực cản chuyển động khi mà vật đang trượt trên nhau. Và chúng ta thấy nè, ma sát nghỉ cực đại nó có phải bằng ma sát trượt không? Hồi nãy chúng ta nói về cái bài toán ma sát nghỉ cực đại bằng ma sát trượt. Đây nè, bạn nhớ cái đồ thị đấy tôi sơ với bạn không? Ma sát nghỉ lên nó cực đại thì bằng ma sát trượt và không đổi nữa. Nhưng thực ra cái đồ thị của nó là như thế này. Đỉnh của ma sát nghỉ nó nằm ở trên của ma sát trượt. Tức là cái đoạn dưới này lực ma sát trượt, lực ma sát và lực đẩy lên vật là nó vẫn đi theo góc 45 độ, tức là mực lực đẩy bao nhiêu thì lực ma sát bao nhiêu, và nó lên là lên tới đỉnh, và cái đỉnh này nó sẽ cao hơn khi vật trượt. Cái chuyện này rất là dễ nhận thấy. Các bạn đẩy một cái vật ở trên mặt sàn, các bạn sẽ thấy là khó nhất là đẩy cho nó bắt đầu chuyển động. Chứ đến khi nó chuyển động rồi thì cái việc đẩy nó dễ hơn nhiều. Là vì sao? Là bởi vì khó nhất là bắt vật chuyển sang trạng thái trượt. Từ trạng thái nghỉ nè chuyển sang trạng thái trượt thì rất khó. Khi bạn vượt qua cái đỉnh này rồi thì nó sẽ tụt xuống bằng ma sát trượt. Tức là đỉnh giới hạn để chuyển trạng thái từ nghỉ sang trượt nó cao hơn giá trị ma sát trượt thật sự. 99% bài tập cơ học trong cái phần của đại học là các bạn vẫn giải bằng cái đồ thị cũ, tức là cái này. Nhưng mà đôi khi đi thi hoặc là trong thực tế các bạn sẽ gặp cái đồ thị mới này. Đồ thị này. Các bài tập học sinh giỏi thôi. Sinh viên giỏi. Thì câu chuyện từ đâu mà ra cái đỉnh của ma sát nghỉ nó cao hơn ma sát trượt. Nói nôm na khi chúng ta khảo sát vào sâu ở trong cái cấu trúc đây, hai vật tiếp xúc với nhau. Và nếu chúng ta khảo sát cái bề mặt tiếp xúc giữa hai vật, cái chỗ tiếp xúc này, giữa hai vật, các bạn thấy cái bề mặt của vật màu vàng nó thực ra là bề mặt lồi lõm. Bề mặt của một vật màu xanh, cái nền cũng là một bề mặt lồi lõm, bề mặt lồi. Và khi các bạn kéo những cái mấu cấu trúc này nó tựa lên nhau và nó cản trở mạnh hơn các bạn nghĩ. Nhưng khi các bạn kéo để cho nó bắt đầu chuyển động, nó giống như việc là phá vỡ một vài cấu trúc ở đây. Nó tạo ra một cái mảnh vụn nhỏ. Cái mảnh vụn nhỏ nó giống như là những cái viên bi trong cái ổ bi nó tồn tại. Và nó giúp cho cái bề mặt nó trượt lên nhau dễ hơn. Cho nên để kéo nó vỡ được các cấu trúc này thì nó khó hơn là sau đó duy trì cái việc trượt ở trên những con lăn bé tí tinh này. Đó là một cái cách giải thích về lý do tại sao cái đỉnh ma sát trượt, mình ma sát nghỉ nó sẽ cao hơn, cao hơn cái giá trị của ma sát trượt khi nó ổn định. Thì bạn thấy rõ ràng ha, không dễ để chúng ta mường tượng các vấn đề, bởi vì câu chuyện cho thấy rằng là ví dụ như quay trở lại cái bài toán cái xe này, khi mà các bạn có một cái xe
Nếu các bạn không hiểu về định luật 1, định luật 2 Newton và không không hiểu cặn kẽ này, thì các bạn sẽ thấy là một câu hỏi như này. Nếu tôi hỏi các bạn nghe, nếu tôi muốn cái xe của tôi tăng tốc thật nhanh từ 0 đến như xe đua công thức 1 tăng từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 5 giây, và tôi muốn tạo ra một cái xe là tăng lên trong 4.5 giây nhanh hơn, hoặc tăng nhanh hơn nữa trong 1 giây, 2 giây, 3 giây, thì câu hỏi đặt ra là tôi phải tăng ma sát giữa bánh xe với mặt đường hay tôi giảm ma sát giữa bánh xe với mặt đường? Ai nói là phải tăng? Giơ tay tôi bấm cái giơ tay được không? Nếu tôi muốn gia tốc của cái xe này bọt lên thật nhanh, ai nói rằng là tôi phải tăng ma sát? Rồi bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Có hơn 10 người. Ai nói là tôi phải giảm ma sát? Bấm cái giơ tay. Ai nói là tôi phải giảm ma sát? Thì câu chuyện đó quay trở lại cái phương trình này, lực ma sát chính là bãi bằng MA, và muốn gia tốc nhanh, muốn tăng tốc nhanh thì A phải lớn, A phải lớn tức là ma sát phải lớn. Tức là nếu tôi muốn tăng tốc nhanh, thứ mà tôi cần là một ma sát lớn, nên cái mà tôi cần là tăng ma sát của bánh xe mặt đường. Mà cái mà các cái racing boy nó hay nói là xe bám mặt đường, bánh xe nó bám mặt đường. Nếu tôi giảm ma sát cho bánh xe mặt đường, nó không khác gì việc tôi rưới dầu ăn lên trên mặt đường. Các bạn đi xe, các bạn đã bao giờ bị rưới dầu ăn trên mặt đường chưa? Và các bạn trượt xe, các bạn chạy xe trên đường, các bạn ở vũng bùn, kéo ga là xoay bánh xe tại chỗ, không trượt. Cho nên các bạn muốn tăng tốc nhanh thì các bạn phải tăng ma sát, chứ không phải giảm ma sát. Thú vị không? Những cái điều đó rất là lạ đối với lực ma sát. Và chúng ta phát hiện ra rằng là nó dẫn chúng ta đến khá là nhiều cái vấn đề, nó khác với cái trực giác mà chúng ta cảm nhận hàng ngày, được chưa? Thì đó là cái nhóm lực thứ nhất, gọi là nhóm lực ma sát, nhóm lực liên kết. Thì lực liên kết thứ hai mà chúng ta có thể gặp là lực căng dây. Thì lực căng dây nó sẽ có một số yếu tố liên quan đến lực căng dây. Ví dụ như lực căng dây tại mọi điểm có bằng nhau không, dựa trên cái gì? Chúng ta học các bài tập về cơ học phổ thông, chúng ta hay nghe cái câu là dây không khối lượng, dây không có giãn. Điều đó ảnh hưởng gì đến cái chuyển động của cơ hệ? Thì dây không có giãn nó cho chúng ta một cái chuyện như này. Giả sử chúng ta thấy một cái hệ như thế này, bạn tưởng tượng được đây là hai cái đồng độc, và nếu dây không có giãn thì chuyện gì xảy ra? Thì vật này đi xuống bao nhiêu thì vật này bắt buộc đi lên bấy nhiêu, với chiều dài sợi dây không đổi. Nếu dây có co giãn, vật này đứng yên, vật này tụt xuống vẫn được. Tức là vật này có chuyển động, vật này không chuyển động vẫn được. Nhưng nếu dây không co giãn, thì vật này đi xuống bao nhiêu, vật kia sẽ phải đi lên bấy nhiêu. Hay nói đúng hơn, nếu gia tốc, độ lớn gia tốc của các vật liên kết trên cùng một sợi dây bắt buộc bằng nhau. Gia tốc là gia tốc đối với dây nha. Gia tốc đối với dây hoặc gia tốc đối với cái hệ của chiếu bánh với dây. Thì vật này trượt xuống bao nhiêu, thì vật kia phải đi lên bấy nhiêu. Vậy cũng tắc, bởi vì dây không co giãn. Còn nếu dây không khối lượng thì sẽ ra. Dây không khối lượng thì lực căng dây tại mọi điểm bằng nhau. Các bạn có thể xem cái bài giảng trong phần cơ học trong playlist bên YouTube của tôi. Nó có một cái bài giảng về các lực liên kết và các điều kiện thường gặp. Buổi năm ngoái tôi giảng cho các lớp. Thì lực căng dây nó là một lực về nguyên tắc, là nó tạo ra ví dụ đối với chuyển động tròn, lực hướng tâm. Nó chỉ là một trong những thành phần liên quan đến lực hướng tâm. Các bạn còn nhớ cái bài toán ở phổ thông khi các bạn khảo sát một cái con lắc đơn không? Con lắc đơn khi đi qua góc tọa độ, góc cân bằng, chỉ cân bằng, thì lực căng dây lớn hơn hay nhỏ hơn so với MG? Bạn còn nhớ cái này không? Thì khi mà con lắc đơn nó đi qua cái vị trí cân bằng, chuyện gì đang xảy ra? Thứ nhất là con lắc đơn này đang có vận tốc, và con lắc đơn này đang ở trên một quỹ đạo tròn. Cơ bản nó đang chuyển động tròn, tròn đều không? Không đều. Vận tốc của lắc đơn thay đổi thôi. Nhưng mà khi mà nó đi qua cái vị trí cân bằng, các bạn thấy trọng lực là P hướng xuống, trọng lực P trên con lắc đơn là hướng xuống. Cái máy tôi lâu bị lag. Trọng lực P là hướng xuống, và lực thứ hai tác động lên con lắc đơn là lực căng dây. Đối với con lắc đơn này nó có mấy mấy lực, nó có mấy ngoại vật thì nó có bấy nhiêu lực thôi.
nó có hai ngoại vật. Ngoại vật thứ nhất là trái đất hút nó là MC, ngoại vật thứ hai là sợi dây. Hết à, sợi dây thì có được căng dây tê. Bạn thấy ha, trong cái hình vẽ này á, chúng ta thấy nè, thì con lắc đơn này đang di chuyển trên một đường tròn, cho nên gia tốc của nó là gia tốc toàn phần, nó có cả gia tốc hướng tâm lẫn gia tốc tiếp tuyến, đúng chưa? Khi đó phương nghiêng á, nó có cả gia tốc hướng tâm và gia tốc tiếp tuyến, học trên động học rồi. Khi mà vận tốc của vật thay đổi về độ lớn thì vật có gia tốc tiếp tuyến, khi mà vật chuyển động cái đường cong thì vật có gia tốc hướng tâm. Thì khi mà nó ở với vị trí bất kỳ bên này nè, thì chúng ta thấy là vận tốc của vật thay đổi, vận tốc của vật thay đổi về độ lớn, tức là nó ra khỏi vị trí cân bằng, vận tốc của vật thay đổi về độ lớn, cho nên nó có gia tốc tiếp tuyến. Còn khi mà, và nó có gia tốc hướng tâm không? Có chứ, bởi vì nó đang chuyển động trên đường tròn mà, đường cong, nó có cả hướng tâm lẫn tiếp tuyến. Nhưng mà khi mà vật đến vị trí dưới cùng này nè, là cái vị trí mà nó đạo hàm vận tốc bằng không, tại vì vận tốc của vật đạt cực đại lên, thì đạo hàm độ lớn vận tốc bằng không, tức là vật mất cái gia tốc tiếp tuyến, chỉ có gia tốc pháp tuyến thôi, tức là hướng tâm. Thì gia tốc của vật là hướng về tâm, mà đây có hai lực là lực T và lực MG. Vậy thì hai lực này cộng lại sẽ bằng MA, mà A đây hướng lên, suy ra tại vị trí cân bằng, lực căng dây lớn hơn trọng lực. Đó cũng là một cái ví dụ về việc của chúng ta khảo sát cái giải toán lực căng dây trong cái câu chuyện của một cái bài toán quen thuộc mà chúng ta đã gặp ở thời phổ thông. Và chuyện này rất là dễ để giải thích, rất là dễ để giải thích khi chúng ta bám vào những khái niệm cơ bản nhất của cái gọi là động học và động lực học Newton. Vậy chúng ta thấy nè, một cái ví dụ là cái vật chuyển động tròn là sẵn đây, chúng ta cũng có thể cầm cái ví dụ khác về vật chuyển động tròn. Sẵn nói về lực liên kết, đoạn sau này thì không phải là lực liên kết, nhưng mà đoạn sau này là về một vật chuyển động tròn và cái cách thức mà lực nó đang tác động lên vật. Đây, giả sử chúng ta có một cái xây một cái cầu, kỹ sư xây dựng bách khoa ra tốt nghiệp xây một cái cầu, có hai phương án. Phương án thứ nhất là xây một cái cầu như thế này, nối hai bờ sông. Đây là cái phương án mà phần lớn mọi kỹ sư trên thế giới đều dùng và kỹ sư bách khoa cũng nên dùng. Tuy nhiên là có mấy thằng Việt Pháp bách khoa học khoa xây dựng, học vật lý rất là giỏi, và nó quyết định là nó sẽ xây cái cầu như thế này, nối hai bên bờ sông, để cho cái đoạn cuối giữa cầu người dân để đi sát mặt nước đẹp, ngắm nghía. Thì cái thiết kế nào tốt hơn? Trong khi tất cả thế giới đều thiết kế theo kiểu này, mà mình thì thiết kế theo kiểu này, thì cái nào tốt hơn? Thì qua xét một cái xe nha, tại đỉnh cầu cho dễ xét. Xét một cái xe đang ở trên đỉnh cầu và cái xe thứ hai là đang ở dưới đáy cầu, trong trường hợp của cầu thứ hai. Rồi, nó khảo sát này, thì tại đỉnh cầu thì dễ xét chứ không gì hết. Trọng lực hướng xuống, lực thứ nhất là trọng lực, lực ma sát có thể có, nhưng mà thầy không xét phương ngang, thầy không vẽ cái lực ma sát. Lực thứ hai là phản lực từ cầu lên, tức là phản lực từ cầu lên là đến từ cái việc là cái cầu tác dụng lên xe, và điều đó nó tương đương với lực mà xe đang nén lên cầu, bởi vì lực mà xe đang nén lên cầu và nó phản lực, đây là hai cái lực và phản lực. Thì bạn thấy nè, ở tại vị trí trên đỉnh cầu, giả sử vận tốc của vật là đều đi ha, thì gia tốc hướng tâm là đang hướng như đâu? Gia tốc hướng tâm là hướng xuống dưới, hướng xuống dưới. Cho nên ha, các bạn thấy MG nó sẽ phải lớn hay lên nào? Tại vì sao? Thì tổng hai lực này nó dẫn đến chuyện là nó phải hướng xuống. Hay nói đúng hơn ha, phản lực của cầu tác động lên xe đang nhỏ hơn MG. Hay nói đúng hơn ha, xe đang ném lên cầu với một lực nhỏ hơn MG, tức là cầu sẽ chịu tải nhẹ hơn. Tức là nếu xe đứng yên trên cầu thì nó sẽ nén lên cầu vận tốc là với cái lực là MG, bằng MG. Còn xe chạy lên cầu thì lực nén lên cầu là nhỏ hơn MG. Ngược lại, trong trường hợp mà chúng ta sinh viên Việt Pháp bách khoa thiết kế một cầu võng như thế này thì sao? Thì cái gia tốc của vật đó, nó đang hướng về tâm, tức là tâm lúc đó nó sẽ hướng như thế này, gia tốc của vật hướng như thế này. Và vì vậy cho nên cái lực này
tức là lực mặt cầu tác động lên xe nó phải lớn hơn mực MR. Và điều đó nó dẫn đến cái chuyện là xe đang nén lên cầu với một lực là nặng hơn MR, hay nói đúng hơn, xe chạy càng nhanh thì lực nén lên cầu càng mạnh, cầu càng dễ sập. Còn đây, xe chạy càng nhanh, lực nén lên cầu càng nhỏ, cầu càng an toàn. Thế là nước ngoài người ta xây cầu như thế này. Còn tôi không biết nước Bách Khoa có định xây cầu như này không. Nếu định thì bỏ đi nha. Thứ hai là nước ngoài cái luật giao thông cho cái xe chạy trên cầu là rất nghiêm khắc, xe không được dừng trên cầu. Lý do tại vì nếu xe dừng trên cầu và tất cả mọi xe dừng trên cầu thì nó sẽ gây ra một trọng tải phụ lên cái cầu này rất là lớn, rất là lớn, và nó sẽ gây ra có thể sập cầu bất cứ lúc nào. Thì đó là cái ví dụ mà chúng ta khảo sát các phương trình của định luật 2 Newton theo cái cách mà có lẽ là không quen lắm đối với phần lớn các bạn. Có lẽ là không quen lắm. Rồi. Đó là những thứ chúng ta cần phải lưu ý ha. Thì từ định luật 2 Newton thì chúng ta cũng sẽ có một số cái khái niệm như chúng ta nhắc nhở nãy ha. Động lượng của vật là một khái niệm mới đặc trưng cho cái gọi là gì đó, cái giá trị liên quan đến chuyển động của một vật có khối lượng MV. Đây là động lượng của vật, đặc trưng cho giá trị của chuyển động, giá trị của khái niệm chuyển động. Và lực về nguyên tắc cơ bản là dp chia dt. Thì đối một hệ thì sao? Nếu không phải là một vật mà là một hệ nhiều vật thì hệ nhiều vật thì động lượng của hệ nó đơn giản là sự cộng của động lượng các thành phần. Và nếu chúng ta nói về dv, dp chia dt thì dp chia dt bản chất câu chuyện của nó chính là, nếu chúng ta nhân dt lên đây thì dp nó chính là f nhân dt. Và f nhân dt thì nếu chúng ta tích phân dp từ p1 đến p2 thì chúng ta tương ứng với nó là p2 từ p1, và nó bằng tích phân từ t1 đến t2, tức là cái thời điểm ban đầu đến thời điểm sau trong cái việc tác của lực lên vật hoặc hệ vật. Thì cái giá trị f dt này nó được gọi là xung lực. Xung lực, xung ở đây tức là trong khoảng thời gian ngắn thì gọi là xung lực, tác động một thời gian, trong một thời gian ngắn thì gọi là xung lực. Còn cái này gọi là xung lượng, dp nó gọi là xung lượng. Thì xung lực với xung lượng, nhớ nhá, nó có cái tên gọi đôi khi trong tiếng Việt, lưu ý một tí. Vậy thì nếu như hoặc là lực bằng không hoặc dt bằng không thì hai cái này của chúng ta bằng nhau, tức là trừ nhau bằng không, tức là định luật bảo toàn động lượng. Cho nên người ta nói là định luật bảo toàn động lượng ở một góc độ nào đó có thể nói là kết quả, là hệ quả của định luật 2 Newton. Lưu ý cái đó, nó là hệ quả của định luật 2 Newton. Nếu như tổng hợp lực từ bên ngoài bằng không thì tổng động lượng của hệ là không đồng. Thì tổng động lượng của hệ, nên nhớ chúng ta đã khảo sát một cái hệ như thế nào thì khảo sát cho đủ cái hệ trước và sau. Ví dụ như cái tên lửa này, nếu bạn muốn khảo sát thì phải khảo sát hết cả cái phần khí trước đó của hệ. Còn nếu không, nếu bạn chỉ muốn khảo sát cho thằng này không thì bạn nhớ cái phương trình của nó sẽ khác, cái cách đặt vấn đề nó sẽ khác. Nhưng khi các bạn đã xác định đâu là một hệ thì các bạn phải nhớ hệ đó là bao nhiêu cái đối tượng, và cái đối tượng nó được khảo sát phải là khảo sát tổng cộng, chứ không phải là các bạn chỉ khảo sát cái thân tên lửa mà bạn quên mất rằng là đang có một lượng nhiên liệu phụ trợ. Cái hệ ban đầu của bạn là cả tên lửa, cả nhiên liệu. Hệ sau các bạn có mỗi tên lửa. Đúng đúng. Đó đâu phải là hệ ban đầu. Lưu ý cái đó. Nếu bạn khảo sát thì đặt vấn đề cho rõ. Đó là góc độ của nó, thì người ta có thể nói là định luật bảo toàn động lượng thì có thể coi là cái hệ quả của định luật 2 Newton. Đây. Và chúng ta thấy này, về nguyên tắc thì đây là một cái phương trình vector. DP nó bằng FDT. Hai vế của phương trình là một vector. Cho nên đôi khi các bạn sẽ có cái sự bảo toàn theo một phương. Ví dụ nếu các bạn khảo sát cái bài toán như thế này, bạn thấy các cái tên lửa Katyusha được bắn ra từ cái bệ phóng theo phương đứng, cái hệ cái xe và cái tên lửa ban đầu và sau thì nó có một cái ngoại lực tác động là MG và N. Nhưng mà theo phương ngang, nếu chúng ta bỏ qua ma sát, từ trong cái khoảng thời gian mà Katyusha từ trong cái nòng bắn ra rất là ngắn, bỏ qua cái tác động theo phương ngang, thì cái bài toán này chúng ta thấy nó có thể bảo toàn động lượng theo phương ngang, không cần sự tính bảo toàn động lượng theo phương đứng. Tức là nếu như cái đạn Katyusha bay lên, tức là có một hình chiếu theo phương ngang như thế này, thì trước khi nó bay là hệ đứng yên, nên tổng động lượng của hệ là phải bằng không. Vậy sau khi nó viên đạn nó bay thì viên đạn Katyusha nó có động lượng theo phương trước,
thì cái xe này bắt buộc phải có một cái động lượng theo phương sau, để hai cái vector này cộng lại là không. Cho nên khi bắn thì cái xe bị giật ra sau. Cho nên khi các bạn học quân sự, sau gọi là quân sự, bắn cái súng thì các bạn kê cái súng vào bả vai. Tại sao các bạn phải có hành động kê cái súng vào bả vai? Thứ nhất, súng nó sẽ giật, các bạn bắn viên đạn ra, giống như các bạn thấy là đạn vàng với đạn xanh thì đạn vàng là bắn giật ác hơn, đúng không? AK đạn vàng bắn giật ác hơn, đạn xanh thì bắn giật ít hơn, thì AK bắn bị loe đạn hơn, đúng không? Là vì sao? Bởi viên đạn của AK nó nặng hơn, nó vận tốc đầu nòng của nó cao hơn, nên khi nó bắn ra ngoài thì cái súng nó giật về sau mạnh hơn. Tại vì động lượng về phía trước viên đạn nó lớn hơn, cho nên là động lượng giật sau viên đạn của súng phải lớn hơn. Nên khi các bạn bắn nó kê súng vào vai, thứ nhất này, nếu bạn không kê vào vai thì cái súng nó sẽ giật về, và trong lúc nó giật về nó thu được vận tốc đập vào vai, gãy xương vai nha. Còn nếu các bạn muốn thay cái hàm răng thì các bạn có thể để trước mặt các bạn bắn bụp phát là thay hàm răng được. Thì khi các bạn kê vào vai thì lúc cái súng nó không phải là cái đối tượng. Cái hệ của bạn bây giờ là cả cái người các bạn và cái viên đạn bắn về trước, thì cái khối lượng các bạn giật về sau, nhưng do cái khối lượng người các bạn gắn với khẩu súng, cả cái vận tốc giật về sau nó không đáng kể, nên các bạn có thể đứng vững được. Còn nếu các bạn đưa cái khẩu súng ra ngoài một chút, thì cái khẩu súng đó về nguyên tắc thì nó thành một cái vật rời, và nó sẽ thu được động lượng giật về sau, và trong quá trình giật về sau nếu có đủ thời gian đủ khoảng cách thì vận tốc của nó sẽ lớn, đập vào vai có thể sẽ gãy ra. Cho nên khi bắn người ta phải kê súng vào trong cái bả vai, là vì vậy chống giật, chống cái sự giật về sau của khẩu súng, và nó sẽ giúp cho các bạn gọi là an toàn hơn về mặt gọi là sử dụng của vũ khí. Lưu ý cái đó nha, chứ không phải là đó là lý do tại sao mà các bạn thấy cái súng mà súng bazooka, súng phóng lựu thì cái thân súng phía sau nó hở, tại vì cái viên đạn nó rất là nặng mà phóng ra nó rất là nặng. Nếu các bạn không có cái lỗ hở phía sau để không khí nó phọt ra thì cả cái sự phụt về phía sau đó là nó ăn lên cái nòng súng, ăn lên cả cái thân thể của bạn. Các bạn bắn một phát để bật lửa về sau, bắn một phát bật lửa về sau đó. Thì cái nòng súng ở phía sau đó nó cũng cống, là để cho khí nó đóng vai trò là cái vật nhận cái động lượng từ phía sau và nó phụt ra phía sau. Nên khi bắn bazooka thì không được phép có đồng đội đứng phía sau lưng, đồng đội đứng theo lưng kê vô ngó xem đạn bắn trúng hay không, đồng bằng nó bật lửa đầu lưng. Cho nên là cái việc động lượng được bảo toàn về mặt vật lý, các bạn có thể khảo sát động lượng bảo toàn theo một trục hoặc theo quãng phương tùy bài toán. Ví dụ đây có bài toán viên đạn khối lượng em mở nhỏ không anh, đập vào cái nền dội ngược này, hỏi vận tốc khối nền, thì bạn thấy này, động lượng trước của hệ cái này đứng yên, cái viên đạn động lượng trước của hệ là theo phương ngang, động lượng sau của hệ là có phương ngang có phương đứng, tổng động lượng này trước và sau là không có bảo toàn, không hề bảo toàn các bạn. Trước là động lượng theo phương ngang, trước đây cả cái hệ viên đạn và cái nền trước khi va chạm động lượng chỉ là động lượng theo phương ngang, cái này cộng lại mà không, hai thằng này cộng lại là theo phương ngang. Sau va chạm người ta cho viên bi này trụ thẳng lên, còn cái nền này trượt xuống phương ngang, động lượng hệ không hề bảo toàn một cách toàn phương. Tại vì sao? Tại vì sau thì chúng ta có một thành phần đứng, thành phần ngang, trước chỉ có thành phần ngang. Còn lý do tại sao nó không bảo toàn mình không quan tâm, mình không quan tâm. Có thể có ngoại lực gì đó, những cái đất hút gì, nhưng mà như này, này tất cả những ngoại lực đang tác dụng lên vật là theo phương đứng, MG, N, không có ngoại lực tác động lên hệ theo phương ngang. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể giải bài toán này, tìm được vận tốc của cái nền bằng cách là sử dụng bảo toàn động lượng theo phương ngang. Trước va chạm động lượng phương ngang là của viên bi MB, sau va chạm theo phương ngang của M nhỏ là không có, M nhỏ theo phương đứng chiếu được phương ngang bằng không. Nên theo phương ngang sau đó chỉ có M lớn nhân V lớn, M nhỏ nhân V nhỏ bằng M lớn nhân V lớn, là các bạn tính được cái vận tốc trượt ngang của cái nền. Thì rõ ràng chúng ta thấy trong các bài toán về bảo toàn hệ động lượng, bảo toàn vân vân, thì các bạn sẽ thấy là cần phải lưu ý đến phương và chiều, phương và chiều của ngoại lực hoặc là thời gian tương tác của ngoại lực. Lưu ý cái đó. Thì các bài toán liên quan đến động học, động lực học nó dẫn các bạn đến một cái câu hỏi khác. Khi một cái hệ là kín thì động lượng của hệ được bảo toàn. Nhưng trong các bài toán va chạm thì chuyện gì sẽ xảy ra? Còn sự bảo toàn nào khác? Còn cái gì cần phải lưu ý đấy? Ví dụ trong cái sự va chạm của cái mặt với cái bóng, động lượng bảo toàn. Trong mọi va chạm động lượng được bảo toàn. Vì sao?
Bởi vì thời gian ngay trước và ngay sau va chạm thông thường rất là nhỏ, đủ để loại bỏ tất cả mọi sự tác động của ngoại lực. Đâm ra động lượng luôn luôn bảo toàn. Còn cái gì nữa cần phải lưu ý không? Công là thứ cần phải. Nguyễn Tất Đạt, gì em? Dạ, thưa thầy, là em nghĩ là mình còn đúng ý là liệu có đạt hai chạm nó có đạt hồi không đạt hồi không? Đã là động lượng thì va chạm luôn luôn bảo toàn. Xin lỗi, đã là va chạm thì động lượng luôn luôn bảo toàn. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là ngoài động lượng còn cái yếu tố gì có thể xảy ra sự thay đổi hoặc sự bảo toàn trong va chạm, thì đó là khái niệm về năng lượng. Chúng ta sẽ trở lại khái niệm về năng lượng, giải lao 10 phút thì chúng ta sẽ quay sang khái niệm về năng lượng và các cái loại công nha. 15 phút giải thích giải lao nha. Yeah.
Rồi tiếp tục ha. Nên nói về một cái khái niệm mới, cũng chẳng mới đâu, chỉ là cái cách tiếp cận mới thôi. Khái niệm về công cơ học. Thì cái công cơ học đó là một cái khái niệm liên quan đến năng lượng. Tại sao đấy giờ tôi dùng từ khái niệm? Bởi vì thực ra chúng ta định nghĩa thế nào gọi là năng lượng là một cái định nghĩa khá khó. Thì chúng ta biết là nó có một số cái loại năng lượng. Đến giờ phút này chúng ta biết là có một số loại năng lượng. Ví dụ nhiệt năng, ví dụ như là công cơ học, ví dụ năng lượng hạt nhân, ví dụ năng lượng phóng xạ, đúng không? Một trong những câu hỏi đầu tiên là cái năng lượng của chúng ta là nó có chuyển đổi được hay không? Thì nó chuyển đổi được. Tức là cơ học có thể chuyển sang nhiệt năng có thể chuyển sang năng lượng. Đấy kìa. Tại vì nếu mà không có sự chuyển đổi được á, thì chúng ta không có động cơ. Và động cơ chính là sự chuyển đổi từ một loại năng lượng gì đó sang cơ năng. Câu hỏi thứ hai là cái chuyển đổi đó nó có cân bằng. Ví dụ chúng ta nói đổi tiền đúng không anh, chúng ta có 100 đô đổi được sang tiền Việt không? Đổi được. Nhưng bây giờ lấy 100 đô vô đứng ngân hàng đổi được 2.4 triệu, 2.4 triệu đó mua đô thì được 99.5 đô, 99.5 đô đó đổi tiền được 2.350.000, 2.350.000 đó giả sử mua được 99 đô, đổi qua đổi lại đổi hoặc mất hết tiền ngân hàng lấy hết, thì đó là sự chuyển đổi được nhưng chuyển đổi không cân bằng. Người ta có nhiều cái thí nghiệm để người ta khẳng định cái tính gọi là bảo toàn của năng lượng không? Đây là một cái thí nghiệm rất đơn giản. Khi mà người ta đưa một cái vật nặng theo cái đồng góc và người ta thả rơi nó xuống, khi thả rơi nó xuống thì nó làm xoay cánh quạt này trong một cái bồn nước, và bồn nước của chúng ta là nó sẽ bị ma sát, nó nóng lên. Người ta đo cái nhiệt độ, đây cái nhiệt kế này, người ta đo nhiệt độ của nước, người ta quy đổi cái năng lượng làm cho nước nóng lên với cái năng lượng mà kéo cái vật này xuống. Thì cái cơ năng kéo cái vật này xuống và cái năng lượng chuyển đổi chuyển thành nhiệt thì đo tới đâu phát hiện là nó cân bằng. Hay nói đúng hơn ha, năng lượng là chuyển đổi được và sự chuyển đổi đó là cân bằng, định luật bảo toàn năng lượng. Chúng ta có một cái định luật rất là cơ bản, định luật của vũ trụ bảo toàn năng lượng. Thì chúng ta thấy chúng ta có hai cái đơn vị năng lượng mà các bạn hay gặp, nhất là các bạn nữ hay gặp cái đơn vị thứ hai. Đơn vị năng lượng thứ nhất là Joule, là đơn vị năng lượng đến từ cái hệ đơn vị chuẩn của hệ F2, nó đến từ lực nhân quãng đường. Và đơn vị năng lượng thứ hai là calori. Những mấy bạn nữ mà muốn giảm cân thì sẽ kiểm soát cái chế độ ăn của mình, bao nhiêu calo. Thì các bạn thấy cái mức chuyển đổi với calori với lại Joule nó liên quan đến con số là 4.2 nữa. Và con số 4.2 đó nó chính là cái nhiệt dung riêng của nước. Tại vì ban đầu khi người ta đưa ra cái hệ về năng lượng và dùng cái đơn vị là calori là người ta đo là đo với nước. Ví dụ như là năng lượng để cho 1 kg nước tăng lên 1 độ C là ví dụ 4.200 calori, người ta đặt tên gọi là 1 calori. 1 calori đó thì sau này chúng ta phát hiện nó tương đương 4.200 joule, ví dụ đại loại. Thì cái đơn vị chuyển đổi giữa joule với calori là nó liên quan đến số 4.2. Mà giờ chúng ta dùng calori ít, chúng ta dùng joule nhiều trong cái kỹ thuật của chúng ta. Vậy thì từ cái bài toán này nè, thì người ta đưa ra một cái công thức để tính lực. Công thức tính lực đó là gì? Công thức tính công của lực, công cơ học. Công cơ học của lực được định nghĩa là lực nhân vô hướng của quãng đường. Đây là khái niệm rất là quen thuộc. Các bạn hay nói là lực nhân quãng đường, nhưng thực ra nó là lực nhân vô hướng của quãng đường. Có nghĩa là nếu như cái quãng đường đó của lực mà nó vuông góc với lực, ví dụ trong trường hợp này, vật đi sang ngang, thì có cái lực T là lực kéo vật, có cái lực ma sát là lực cản vật, thì hướng đi của lực là hướng ngang, tại vì theo vật. Hai lực P và N là vuông góc với hướng đi của lực, tức là vuông góc với đường đi. Thì hai lực P và N là không sinh công, bởi vì từ cái định nghĩa này thì lực nhân quãng đường trong trường hợp này là không, do hai vectơ vuông góc này. Thì có lực sinh công là lực T và lực cản là lực ma sát, bởi vì hai cái lực này nó cùng phương với đường đi, hay nói gọi là cốt alpha giữa lực và đường đi là nó khác không. Thì đây là cái khái niệm liên quan đến công cơ học của lực. Về nguyên tắc, ta muốn tính công thì bạn phải cộng hết cái công vi phân này, là tại vì cái đường đi của vật nó có thể thay đổi hướng liên tục. Và dẫn đến cái chuyện cái công của lực nó phải tính là tính trên từng đoạn đường đi. Nên bản chất câu chuyện nó là như thế này. Cho nên khi mà xưa các bạn học về cơ học, các bạn có một khái niệm gọi là động năng. Động năng là MV bình phương chia 2. Tại sao là MV bình phương? Thì M nhân V bình phương á, về mặt đơn vị là nó sẽ là đơn vị của Joule. Bởi vì M là kg, V bình phương là mét bình chia dây bình. Thì tách thành là mét chia dây bình nhân với mét. Thì kg nhân mét chia dây bình là lực, lực nhân với mét thì ra joule, đồng ý, đơn vị đúng không?
Vậy tại sao lại có số 1 phần 2? Tại sao động năng lại có số 1 phần 2? Thì đây ha, nếu chúng ta khảo sát một vật cái khối lượng M đi từ P đến Q, giả sử vậy, theo cái đường cong, thì cái các bạn có là gì? Công cơ học dưới tác dụng của lực, công cơ học của lực, các bạn nhìn ha. Thì nó tính bằng cái định nghĩa là cái phần của lực nhân quan được. Mà lực á, thì bằng là khối lượng nhân với giao tốc. Trong cái trường hợp chúng ta bỏ qua cái sự thay đổi khối lượng MA, MdV chia dt. Nhân với V nhân dt thì mất cái lần nhận dv dt. Cái các bạn còn lại là M nhân V nhân dv. Và các bạn sẽ tích phân từ đâu đến đâu, từ 1 đến 2, từ P đến Q, từ trạng thái của vận tốc V1 đến trạng thái vận tốc V2. Thì các bạn thấy công cơ học của lực nó bằng 1 phần 2 MV2 bình trừ 1 phần 2 MV1 bình. Đơn vị hai vế sẽ bằng nhau. Có nghĩa là bên này đơn vị là joule, thì bên này thực ra mỗi cái này cũng đang có đơn vị là joule. Cái này kiểm định rồi, đúng. Và số 1 phần 2 nó đến từ bài toán được tích phân. Công của ngoại lực nó bằng sự thay đổi của hai cái giá trị gắn với vật ở P và Q. Giá trị đó bao gồm khối lượng vật nhân bình phương vận tốc của vật chia 2. Như vậy thì rõ ràng năng lượng do công cơ học bù đắp nó sẽ làm thay đổi một cái giá trị gì đó liên quan đến chuyển động của vật giữa hai tọa độ P và Q. Nó đồng nghĩa với việc cái này chắc chắn là một cái giá trị năng lượng gì đó liên quan đến chuyển động của vật ở trạng thái sau. Đây là một giá trị liên quan đến năng lượng chuyển động của vật ở trạng thái trước. Và từ đó người ta đặt ra cái khái niệm K bằng 1 phần 2 MV bình phương là động năng của vật. Và đây chính là nội dung của định lý động năng. Công ngoại lực bằng sự chênh lệch động năng. Và cái chuyện này chúng ta sẽ gặp rất là nhiều trong các bài tập cơ học của chúng ta. Thì từ cái chỗ chứng minh đơn giản như thế này, chúng ta mới phát hiện ra một điều là cái giá trị động năng của chúng ta gặp từ xưa đến nay, con số 1 phần 2 nó xuất hiện là có lý do. Lý do đó đến từ bài toán tích phân, định luật 2 Newton. Cho nên, quay trở lại vấn đề bài toán va chạm. Quay trở lại cái vấn đề bài toán va chạm, bạn thấy. Trong cái câu chuyện của va chạm, thì cái gì bảo toàn? Động lượng chắc chắn bảo toàn. Tại vì động lượng nó đến từ định luật 2 Newton. Và trong cái quá trình va chạm, ngoại lực không tác dụng liên hệ. Hệ gồm hai vật, ngoại lực đang không tác dụng liên hệ hoặc là tác dụng trong một thời gian quá ngắn, là thời gian trước và sau va chạm là một thời gian quá ngắn. Cho nên F nhân dt bằng không, động lượng của hệ bảo toàn, động lượng luôn luôn bảo toàn. Vậy thì cái gì sẽ không bảo toàn trong trường hợp nào? Chúng ta thấy ha, nếu như sự va chạm này là va chạm mềm, trong vật lý thì định nghĩa về mềm và cứng rất đơn giản các bạn. Cái con chuột này là cứng hay mềm? Cơ bản nếu xét không có lực tương tác quá lớn thì nó là vật cứng. Vì sao nó cứng? Vì nó không biến dạng. Đơn giản, định nghĩa của sự cứng và mềm là nó cứng là vì nó không biến dạng. Còn nếu nó mềm, vật như thế nào gọi là mềm? Tờ giấy này gọi là mềm, là vì nó biến dạng. Và biến dạng chính là thay đổi hình dạng. Thay đổi hình dạng thì nó sẽ yêu cầu năng lượng. Vậy nếu trong cái bài toán va chạm mà có sự biến dạng thì nó sẽ cần một ít năng lượng để tạo ra sự biến dạng. Năng lượng nó đến từ đâu? Đến từ năng lượng ban đầu của hệ là cái gì? Là động năng. Cho nên nếu bài toán là va chạm mềm thì năng lượng vẫn sẽ bảo toàn, nhưng động năng không bảo toàn. Năng lượng bảo toàn là các câu chuyện của vũ trụ rồi, nhưng động năng sẽ không bảo toàn, bởi một phần của động năng nó bắt buộc phải chuyển thành năng lượng để cho các vật này biến dạng trong quá trình va chạm. Thì khái niệm về va chạm mềm với va chạm cứng nó đến từ câu chuyện đó. Mềm là gì và cứng là gì? Cứng tức là không có biến dạng, không có bất cứ một yếu tố gì gọi là thay đổi tình dạng ở đây, tức là không có cần thêm năng lượng để làm bất cứ một chuyện gì cả. Cho nên động năng đơn giản là không đổi, vì không có thêm một thành phần năng lượng nào để nó chuyển đổi. Nhưng nếu là va chạm mềm, mềm tức là có biến dạng tức là cần năng lượng, tức là động năng sẽ phải share một ít để cho nó biến dạng. Vì vậy động năng sẽ không bằng. Nhưng nếu cộng năng lượng biến dạng và năng lượng động năng sau thì nó sẽ phải bằng động năng đầu. Năng lượng về tổng quát thì vẫn phải được bảo toàn, chỉ có động năng là không bảo toàn thôi. Thì đó là cái ví dụ về việc là chúng ta nhận định thế nào về bài toán va chạm. Vì nếu mà chúng ta học thuộc lòng, ok, va chạm mềm thì động năng không bảo toàn, va chạm cứng thì động năng bảo toàn, thì các bạn cần phải giải thích được tại sao trong va chạm mềm
thì động năng không bảo toàn. Không bảo toàn có nghĩa là động năng sau nhỏ động năng đầu. Đi đâu rồi? Đâu rồi? Cái phần mất đi rồi. Đúng chưa? Điều kiện. Cho nên là khi các bạn khảo sát các vấn đề về vật lý, các bạn sẽ phải đặt một cái vấn đề rất là rõ ràng như vậy. Thì một số cái khái niệm nữa nó sẽ liên quan đến ví dụ như công suất chẳng hạn. Ví dụ như là công suất nó chính là bằng là công đem chia cho thời gian. Nếu chúng ta xét một khoảng thời gian rất là bé thì là DA chia DT. Và DA thì nó bằng bằng là DA chia DT, A thì bằng F nhân S, F nhân DS, DT bằng F nhân V. Ví dụ như là cái máy bay nó đang bay trên trời, làm sao để nó duy trì cái vận tốc đều, đúng không? Làm sao để duy trì vận tốc đều? Công suất của động cơ là bao nhiêu? Thì cái vận tốc của máy bay này, và lực đẩy của máy bay, lực của máy bay đang nó thực thi, và lực này nó chống lại cái lực gì? Lực ma, lực cản của không khí. Nên ví dụ như người ta cho lực cản không khí là 500 triệu newton, vận tốc máy bay là 200 km trên giây chẳng hạn, thì bạn nhân hai cái này các bạn sẽ ra được công suất của ngoại lực đang tác dụng lên hệ. Và cái hệ này muốn di chuyển đều thì công suất của động cơ phải tương đương với, phải thắng được cái công suất cản. Cho nên lúc đó các bạn sẽ tính được công suất của động cơ. Khi một cái xe đang chuyển động đều, công suất của động cơ là bao nhiêu, thì bạn phải tính được lực cản của môi trường. Từ đó các bạn nhân với vận tốc của xe, các bạn sẽ thấy công suất của nó sẽ rõ ràng. Thì chắc là hôm nay chỉ đến đây thôi ha. Rồi qua tuần chúng ta sẽ làm một số, qua Tết chúng ta sẽ làm một loạt các bài tập về cơ học tiết điểm. Thì cái tiết bài tập của các bạn bây giờ nó ít quá, cho nên là trong cái buổi giảng lý thuyết tôi bắt buộc phải giảng bài tập cho các bạn. Nhưng thực ra là cái lý thuyết bây giờ nó cũng rất là ít rồi, cho nên là bài tập các bạn chịu khó làm thêm thôi, chứ cũng hơi khó cái chỗ này. Hiện nay tôi đang giảng cho các bạn là thiên về vật lý, chưa có nhiều cái toán học ở đây đâu, chưa có follow hoàn toàn theo cái giáo trình của Việt Pháp đâu. Chúng ta sẽ bắt buộc phải lộn trở lại cái bài này theo cái giáo trình Việt Pháp. Bởi vì nếu các bạn chưa hiểu vật lý mà tôi quất các bạn vào cái chương trình Việt Pháp là các bạn sẽ chán môn lý luôn, ghét môn lý luôn. Nên là trong cái bài giảng của tôi thì nó thiên về cái vật lý nhiều hơn. Và sau đó chúng ta sẽ bắt buộc phải lộn lại cái bài giảng này trên khía cạnh toán học. Rồi, nội dung bài giảng hôm nay qua có thắc mắc gì không? Các bạn Hoa có thắc mắc gì không? Tạm thời là không thầy. Tối về ngẫm lại thì chắc có tiếp.